Tại vì cái lỗi này thì mình không biết là lỗi của hệ thống hay là lỗi gì, nhưng mà nó không hiển thị ạ. Nó không hiển thị điểm của các bạn ạ. Rồi cái Nguyễn Hoàng Anh Tuấn này là có nộp, có làm bài kiểm tra 02 không đây ạ? Dạ không ạ. Mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa bằng trên điện thoại những cái hệ thống này. Còn trong những cái danh sách này mà bạn nào mà đã làm bài mà không có điểm, các bạn chụp cái hình điểm đó lại cho mình ạ. Bởi vì cái lỗi này thì mình đã được biết rằng là nó chỉ hiện trên máy mình thôi. Và nếu như sinh viên nào vẫn làm bài kiểm tra thì nó vẫn lưu ở trên máy của các bạn. Rồi tiếp theo đó là cũng bài kiểm tra 2 thì có thêm một số bạn như thế này ạ, nằm trong danh sách ha. Bạn Lượng có đang ở trong lớp học này không ạ? Thì có rồi. Cái tài khoản này là tài khoản của em đang sử dụng hay là không đây ạ? Dạ tài khoản nó không ạ. Không thì phải bỏ nó, xóa nó ra đi chứ. Chứ các bạn cứ để như vậy tôi xóa đến lúc lại mất cái điểm làm bài của các bạn. Và những cái bạn nào mà khi mà tôi đi vào điểm mà tôi thấy nhập sai tên tôi sẽ trừ điểm thẳng luôn ha. Tại vì đến lần này không thể nhắc các bạn nữa. Rồi bài kiểm tra 03 cũng vậy. Những cái bạn nào mà trong cái danh sách nó ghi là not viewer này như thế này thì các bạn sẽ, nếu như mà có làm thì các bạn chụp lại cái kết quả thi của các bạn rồi gửi lại cho mình ạ. Và đầy đủ các cái thông tin của các bạn á. Thì mình sẽ gửi một cái link thông báo và các bạn sẽ nộp ở dưới đó sau ha. Có thể là qua email. Rồi. Liên quan đến một số những cái về bài kiểm tra, về bài điểm danh. Thực ra thì mình cũng không có muốn nặng nề vấn đề điểm danh của các bạn. Thứ nhất là gì ạ? Mình có nói là hôm đó có một số bạn bị lỗi, các bạn không thì các bạn phải comment vào cái bài kiểm tra, cái bài điểm danh. Như các bạn comment, bây giờ tôi mới để ý là một nửa các bạn lại đi comment vào bên dưới, các bạn lại đi bình luận vào một cái thông báo khác. Rồi, và một trường hợp nữa là gì ạ? Một số bạn thì nộp bài ở đây, nhưng mà lại bình luận ở đây nữa. Nếu như có lần thứ hai mà như vậy thì tôi sẽ không tính những cái bài như vậy ha. Vì mỗi lần vào điểm như vậy nó rất là mất công cho giảng viên. Nên các bạn lưu ý là như vậy ha. Còn trường hợp với những bạn nào mà đã nộp bài rồi thì tôi sẽ xem lại ạ. Nhưng mà các bạn lưu ý là để lần sau như vậy. Đã nộp bài rồi thì không có gửi những cái gì và liên quan đến phần bình luận nữa. Và chỉ thống nhất là gửi vào một cái đường link mà giảng viên yêu cầu thôi. Chứ các bạn không gửi nhiều lần như vậy ạ. Đó là một cái lưu ý trước khi mà chúng ta đi vào bài tiếp theo các bạn ha. Rồi như vậy thì buổi học trước chúng ta đã tìm hiểu về phần thuế giá trị gia tăng. Đang dừng lại ở phần thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp áp dụng theo phương pháp khấu trừ ạ. Thì nhắc lại cho các bạn đó là gì? Khi mà các bạn xác định thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ đối với những doanh nghiệp mà có doanh thu hàng năm trên 1 tỷ đồng các bạn ha, hoặc là doanh nghiệp mà có cái đơn đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp theo thuế giá trị gia tăng khấu trừ thì sẽ sử dụng cái phương pháp này. Thì đối với phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng, các bạn sẽ có là gì ạ? Các bạn sẽ có là thuế giá trị gia tăng ạ. Giá trị gia tăng phải nộp. Đây là nhắc lại cho các bạn thôi ạ. Thì sẽ bằng là số thuế giá trị gia tăng đầu ra ạ. Thuế giá trị gia tăng đầu ra. Và các bạn sẽ trừ đi là thuế giá trị gia tăng đầu vào ạ. Thuế giá trị gia tăng đầu vào. Đầu vào được khấu trừ ạ. Được khấu trừ. Và như vậy thì cái phần thuế giá trị gia tăng đầu ra này chúng ta đã học ở cái phần giá trước đó là gì ạ? Thuế giá trị gia tăng đầu ra thì các bạn xác định bình thường thôi ạ. Và các bạn sẽ bằng làm gì ạ? Giá bán. Các bạn sẽ là bằng giá bán. Chưa có thuế các bạn ha. Chưa có thuế giá trị gia tăng ạ. Chưa có thuế giá trị gia tăng. Chưa có thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ. Của hàng hóa dịch vụ. Của hàng hóa dịch vụ chịu thuế bán ra ạ. Rồi chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ nhân với thuế suất ạ. Chúng ta sẽ nhân với thuế suất. Và đương nhiên cái chỗ này ạ, cái chỗ giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng này thì các bạn sẽ lưu ý đó là nó sẽ bằng gì ạ? Nó sẽ bằng số lượng thực tế và nhân với đơn giá đơn vị các bạn nhé. Nhân với đơn giá đơn vị ạ. Và giá thì trong các trường hợp thì chúng ta đã học rồi ạ. Đó, click một cái nó lại mất luôn rồi. Và như vậy thì chúng ta sẽ có thuế giá trị gia tăng gì ạ? Chúng ta sẽ có thuế giá trị gia tăng đầu vào. Thì cũng tương tự như vậy ạ.
Các bạn phải lưu ý đó là cái việc mà chúng ta xác định cái giá nó rất là quan trọng để khi mà các bạn có xác định được đúng cái nghĩa vụ về thuế hay không thì các bạn phải lưu ý trong những cái trường hợp đó các bạn ha. Còn sao ạ? Còn đối với thuế giá trị gia tăng đầu vào thì các bạn sẽ xác định là gì ạ? Thuế giá trị gia tăng đầu vào thì chúng ta hình dung là nếu như chúng ta là doanh nghiệp thì khi mà các bạn đi mua hàng thì chúng ta sẽ là người chịu thuế, còn cái người nộp thuế thì lại là người bán các bạn ha. Vậy thì tương tự như vậy thì chúng ta cũng sẽ có là thuế giá trị gia tăng, thuế giá trị gia tăng đầu vào. Khi mà đi mua thì nó lại khác lại bởi vì các bạn sẽ không kê khai, tức là các bạn sẽ không phải là nộp thuế mà bên người bán thì họ sẽ nộp và họ sẽ kê khai vào cái bảng kê kê của họ, còn chúng ta thì sẽ ghi nhận để tính thuế đầu vào được khấu trừ ạ. Như vậy thì thuế giá trị gia tăng đầu vào nó cũng sẽ bằng là Nó giá cũng sẽ bán bằng là giá chưa bán thuế các bạn chưa ha. thuế các bạn Giá bán chưa giá bán thuế. chưa thuế Rồi các bạn sẽ nhân với á, thuế suất. Và đương nhiên cái giá bán chưa thuế này thì là giá bán nó được dựa theo cái giá bán mà cái nhà cung cấp bên người bán sẽ bán cho các bạn á. Thì như vậy các bạn sẽ tính xác định được thuế giá trị gia tăng phải nộp trong những cái trường hợp này. Và đối với trường hợp là gì ạ? Hàng hóa nhập khẩu ạ. Đối với trường hợp mà là nhập khẩu. Trường hợp là nhập khẩu các bạn ha. Trường hợp mà các bạn nhập khẩu về hàng hóa thì lúc này nếu như hàng hóa của các bạn mà chịu thuế nhập khẩu, các bạn sẽ phải xác định thuế nhập khẩu. Và nếu như có thuế tiêu thụ đặc biệt, các bạn sẽ phải xác định thuế tiêu thụ đặc biệt và sau đó các bạn mới xác định được thuế giá trị gia tăng ạ. Và trong những trường hợp nhập khẩu này thì các bạn lưu ý cho cô là cái giá tính thuế. Giá tính thuế mà cô đã quy định cho các bạn là lưu ý là chúng ta sẽ đang sử dụng là giá ship các bạn ha. Đó là đối với trường hợp về nhập khẩu. Và trường hợp nhập khẩu này thì thuế tiêu thụ đặc biệt tại khâu nhập khẩu thì nó sẽ bằng là giá tính thuế nhập khẩu cộng với cái tiền thuế nhập khẩu nếu có và nhân với thuế suất. Thì tương tự như thuế giá trị gia tăng cũng vậy, trong trường hợp này thì nó sẽ bằng là giá tính thuế nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Thì tuy nhiên thì trong những trường hợp này thì các bạn lưu ý là thuế nhập khẩu sẽ là thuế thực tế các bạn ha. Là thuế mà gì ạ? Thuế thực tế mà doanh nghiệp phải nộp. Và trong những cái trường hợp như thế này các bạn lưu ý ha. Đối với hôm bữa mình có giới thiệu với các bạn rồi, đây là những khu phi thuế quan chẳng hạn ạ, khu phi thuế quan ạ. Đây là khu phi thuế quan thì những cái hoạt động mà liên quan đến khu phi thuế quan này chúng ta bán hàng vào đây thì giống như là chúng ta đang nhập khẩu hàng hóa và chúng ta gì ạ? Tôi bán hàng vào đây thì giống như tôi đang đi nhập khẩu ha, các bạn đang là doanh nghiệp ạ. Rồi các bạn bán hàng vào cái khu phi thuế quan này thì giống như các bạn đang đi nhập khẩu ạ. Và các bạn phải tính thuế nhập khẩu bình thường, thuế tiêu thụ đặc biệt bình thường ạ. Và thuế giá trị gia tăng bình thường như đối với hàng nhập khẩu. Còn trường hợp ngược lại là các bạn đi mua hàng ạ. Các bạn mua hàng, các bạn cũng là doanh nghiệp, các bạn đi mua hàng từ đây thì các bạn giống như là các bạn đang đi gì ạ? Đi xuất khẩu. Và trong trường hợp xuất khẩu này thì thuế tiêu thụ đặc biệt của các bạn là sao ạ? Nó sẽ không chịu thuế các bạn ha. Không chịu thuế ạ. Và đối với thuế giá trị gia tăng của các bạn thì sẽ là 0% thuế giá trị gia tăng. Các bạn sẽ nhớ những cái trường hợp này. Đó là đặc biệt là trong trường hợp là xuất khẩu thì tôi không nói rồi. Và đối với những trường hợp mà doanh nghiệp có giao dịch và mua bán đối với khu chế xuất hoặc là các doanh nghiệp chế xuất thì các bạn lưu ý trong những trường hợp này ha. Rồi, đó là cái phần nhắc lại kiến thức. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm cái bài tập hôm bữa mà các bạn đang dừng lại. Đó là bài tập số 9 ạ. À, hôm bữa là các bạn đang làm đến đâu rồi ạ? Bài tập số 9 của các bạn hôm bữa các bạn đang làm đến đâu rồi ạ? Rồi, kiểm tra bài tập số 9. Hôm bữa là có một bạn nào, bạn Nga đúng không? Hôm bữa có Nga này với bạn đang làm, nó đang làm đến nghiệp vụ nào rồi ạ? Giờ làm đến nghiệp vụ 4 rồi ạ. À, nghiệp vụ 4. 4 là đã tính chưa? Dạ chưa. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ như vậy thì các bạn hôm bữa là đã giải, mình cũng nhớ là đã giải đến cái nghiệp vụ số hết số 3 rồi các bạn ha. Thì nhắc lại nó là đối với cái nghiệp vụ 1 này là gì ạ? Đối với nghiệp vụ 1 thì các bạn sẽ xác định cho mình đó là gì ạ?
À, trường hợp này nếu như các bạn làm theo từng nghiệp vụ thì các bạn có thể xác định là trường hợp 1, ở cái nghiệp vụ số 1 này các bạn sẽ phải tính thuế nhập khẩu ạ. Và thuế nhập khẩu ở đây thì nó chỉ có một bước nữa các bạn phải làm, đó là gì ạ? À, ở đây người ta đang cho các bạn là giá Ford thì các bạn sẽ và chi phí vận chuyển và bảo hiểm quốc tế rồi thì các bạn sẽ tính cái giá nhập khẩu. À, lúc này nó sẽ thành 5 triệu mốt ha. Có số lượng nhân đơn giá và nhân với thuế suất thôi ạ. Rồi tương tự như vậy thì các bạn sẽ có nghiệp vụ số 2, các bạn tính thuế nhập khẩu. Và hai nghiệp vụ này các bạn đều có thuế gì ạ? Thuế giá trị gia tăng tại khâu nhập khẩu. Tuy nhiên nghiệp vụ số 2 thì nó cái mặt hàng hóa này nó lại khác hơn, đó là gì ạ? Rượu 42 độ. Nó là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, do đó thì các em sẽ tính thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu ạ. Và nghiệp vụ số 3 thì chúng ta chỉ mua hàng trong nước thôi các bạn nhé, thì chúng ta chỉ có thuế giá trị gia tăng ạ, đối với nghiệp vụ số 3. Thôi như vậy thì chúng ta sẽ sang đến cái nghiệp vụ số 4 ạ. Đó là chúng ta về cái khâu tiêu thụ. Các bạn phải có cái slide này ha, tại lát cô chuyển cái slide đi thì nó sẽ không còn ở đây nữa. Rồi như vậy thì nghiệp vụ số 4. À, sau đó doanh nghiệp XYZ này đưa 80% nguyên liệu X và 50% rượu 42 độ và toàn bộ Y vào để sản xuất tạo ra 1 triệu chai rượu dưới 20 độ. Như vậy thì từ một cái nguyên liệu là rượu nước rượu 42 độ này, người ta đã chế biến thành một cái sản phẩm khác chịu và mức thuế suất khác nhau. Cụ thể đó là thuế tiêu thụ đặc biệt của rượu 42 độ là 65 và gì ạ? Và thuế tiêu thụ đặc biệt của ai ạ? À, thuế tiêu thụ đặc biệt của rượu dưới 20 độ lại là 65%. Như vậy thì hai cái sản phẩm này nó khác biệt nhau, mức thuế suất khác nhau, thì các bạn lưu ý là ngoài cái việc mà khấu trừ thuế giá trị gia tăng ra thì bài này chúng ta còn được khấu trừ thuế đầu vào cho nguyên vật liệu để mà tạo ra cái rượu dưới 20 độ này các bạn ha. Các bạn gạch bỏ cái thuế nhập khẩu của nguyên vật liệu Y này cho cô này, tại vì chúng ta đang mua ở trong nước. Rồi như vậy thì bạn nào xác định cho cô được thuế, trước tiên chúng ta sẽ làm về thuế giá trị gia tăng đi ha. Rồi chúng ta sẽ làm tiếp về thuế giá trị gia tăng ạ. Các bạn đọc lại cái kết quả thuế giá trị gia tăng của nghiệp vụ 1 cho cô ha. Rồi các bạn sẽ đọc lại cái kết quả ha. Rồi các bạn có thuế giá trị gia tăng đầu vào ha. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng nhập khẩu đi ha, của hàng nhập khẩu. Rồi các bạn, bữa trước mình đã giải rồi, kết quả một của các bạn ra bao nhiêu ạ? Thuế giá trị gia tăng ạ. Có phải là 428 triệu 400 không các bạn? Các bạn lật lại cái kết quả trước đi ạ. Rồi cái nghiệp vụ số 2 các bạn có thuế giá trị gia tăng gì ạ? Mình sẽ đi từng cái phần ha. Trường hợp 2 các bạn ra thuế giá trị gia tăng bằng bao nhiêu các bạn? Nghiệp vụ thứ hai các bạn đã ra thuế giá trị gia tăng chưa ạ? Dạ 258 triệu 637 ạ. 258 triệu 637. 637.500. Rồi, trường hợp số 3 thì bữa các bạn tính rồi thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng đầu vào các bạn ha. Là 900 triệu đúng không ạ? Là 9 tỷ nhân với 10% là các bạn có 900 triệu ạ. Rồi các bạn bấm máy cho cô là tổng thuế giá trị gia tăng đầu vào là bao nhiêu đi ạ? Đây viết tắt ha, tổng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Các bạn cộng hết vào cho cô đi ạ. Các bạn ra bao nhiêu ạ?
Dạ thưa cô là 1 tỷ 587 triệu 037 7.500 đồng. Một tỷ 587 triệu ạ, 037 ngàn 500 đồng. Các bạn có ra kết quả như vậy không ạ? Rồi, như vậy thì chúng ta đã có được thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ rồi. Bây giờ các bạn, một bạn xác định, một bạn tính cho cô thuế giá trị gia tăng đầu ra đi ạ. Các bạn có thuế giá trị gia tăng đầu ra ạ? Các bạn tính luôn đi ạ. Bây giờ là bắt đầu tính thuế giá trị gia tăng đầu ra ha. Của bao nhiêu ạ? Đầu ra này là của 700 ngàn sản phẩm ạ. Bằng gì các bạn? Dạ là bằng 700.000 nhân Rồi bạn nào phát biểu đây ạ? với Rồi có là gì ạ? Các bạn sẽ có số lượng, các bạn sẽ có là 700 ngàn là số lượng tiêu thụ thực tế, rồi nhân với bao nhiêu ạ? 127.000 chia cho 1 cộng 10%. 127.600 chứ đúng không? Rồi chia cho 1 cộng với 10%, bởi vì ở đây người ta nói là giá bán này Một đã bao cộng gồm 10 gì ạ? phần Người ta nói là giá bán này đã bao gồm bao thuế giá trị gia tăng ạ. Rồi các bạn sẽ nhân với 0,1 đi ha, hoặc là nhân với 10%, cô lỡ biết là 0,1 rồi. Rồi ra bao nhiêu ạ? giá, hình như giá nó là 127.000 cô. Trong bài, trong slide Hình của như cô là, trong slide của cô là 127.600. Bấm máy cái khoảng 127.600 đi. là bằng lấy 127.000 rồi cô. Một 127.600 làm theo slide đó. Các bạn không có in tài liệu ra hả? Dạ là 812 triệu. Xong rồi ra 812 triệu. Bài này doanh thu của họ rất là lớn. 8 tỷ 120 triệu. 8 tỷ 120 triệu ạ. Bởi vì bài này nhìn doanh thu của họ rất là lớn ạ. Như vậy chúng ta ra là 8 tỷ 120 triệu ạ. Và lúc này thì có thuế phải nộp bằng gì cả lớp? Thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng gì ạ? Chúng ta đã có thuế đầu ra rồi là 8 tỷ 120 triệu ạ. Rồi các bạn sẽ trừ đi đầu vào được khấu trừ là trừ đi bao nhiêu ạ? 1 tỷ 587 ha. 1 tỷ 587 triệu 037.500. Rồi các bạn sẽ trừ ra đi thì chúng ta còn bao nhiêu ạ? Bạn kiểm tra xem có đúng ra kết quả là 6 tỷ 532 triệu 962 ngàn ạ, 500 không ạ? Các bạn kiểm tra kết quả đi ạ. Dạ đúng rồi cô. Kết quả này thì các bạn sẽ kiểm tra ha. Còn về cái phương pháp tính là như vậy, thì đây là cái phần thuế giá trị gia tăng. Các bạn sẽ ghi vào nếu như những bạn nào mà chưa làm ạ. Thì chúng ta sẽ có thuế của hàng đối với nghiệp vụ thứ 1, thứ 2 thì chúng ta xác định được thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu ạ. Và trường hợp thứ ba thì chúng ta cũng xác định được thuế giá trị gia tăng đầu vào. Như vậy các bạn sẽ có tổng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Thực ra thì ở bước này tôi có thể gọi là thuế giá trị gia tăng đầu vào thôi. Nhưng mà ở đây thì tôi gọi là thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Tức là tất cả những cái này nó thỏa mãn, tôi đang giả định rằng là nó thỏa mãn điều kiện để được khấu trừ khi xác định thuế giá trị gia tăng phải nộp. Thì sau đó thì tôi sẽ xác định thuế đầu ra. Thì cả lớp lưu ý cho cô trường hợp này ạ. Các bạn có thể ghi vào ha, lát cô sẽ xóa cái này đi. Đối với cái nguyên tắc khấu trừ thì chúng ta sẽ gì ạ? Thuế giá trị gia tăng đầu vào nó sẽ được khấu trừ toàn bộ. Mặc dù là nó đã được sử dụng hết hay chưa, các bạn để ý thấy gì không ạ? Trường hợp này người ta chỉ xuất có một nửa lít, một nửa rượu 42 độ thôi ạ.
và xuất toàn bộ y và đồng thời là xuất 80% nguyên vật liệu x. Như vậy thì người ta không xuất hết, nhưng mà đối với cái nguyên tắc khấu trừ thì cả lớp phải nhớ cho cô là chúng ta sẽ được khấu trừ toàn bộ. Tôi lấy một ví dụ như thế này ha. Tôi mua 100 sản phẩm x ạ. Tôi mua sang 100 sản phẩm x với đơn giá chưa thuế giá trị gia tăng là 35.000 đồng trên sản phẩm. 35.000 đồng trên sản phẩm ạ. Tôi mua 100 sản phẩm x với đơn giá là 35.000 trên sản phẩm. Và như vậy thì thuế giá trị gia tăng của tôi là 10%. Thì lúc này thuế của tôi phải nộp là bao nhiêu cả lớp? Tôi mua 100 sản phẩm x với đơn giá là 35.000 đồng. Nếu như thuế giá trị gia tăng của tôi là 10% ạ, thuế 10%, thì lúc này thuế đầu vào của tôi là bao nhiêu các bạn? Rồi, thuế giá trị gia tăng đầu vào của tôi lúc này bằng bao nhiêu ạ? Một trăm sản phẩm x với giá đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng là 35.000 đồng trên sản phẩm, giả sử là thuế giá trị gia tăng là 10%. Đây là tôi đang minh họa cái ví dụ để tôi trình bày cho các bạn về cái nguyên tắc nhé. Rồi, như vậy thì trong trường hợp này ạ, 100 sản phẩm x với đơn giá là 35.000 đồng trên sản phẩm, giả sử là thuế 10%, thì lúc này các bạn có thuế giá trị gia tăng đầu vào bằng bao nhiêu các bạn? Bằng 350.000. Rồi, bằng 350.000 ạ. Rồi, bằng 350.000. Rồi, tôi giả sử là gì? Tôi mua về, tôi là doanh nghiệp thương mại, tôi mua về. Bắt đầu tôi đi tiêu thụ ạ. Tôi tiêu thụ 50 sản phẩm. Tôi tiêu thụ 50 sản phẩm X và với đơn giá của tôi là 55.000 đồng trên sản phẩm ạ. Đồng trên sản phẩm. Và đương nhiên thì X này nó vẫn là thuế 10% rồi. Thì lúc này các bạn có thuế đầu ra là bằng gì ạ? Thuế đầu ra trong trường hợp này của các bạn là gì các bạn? Trong trường hợp này ha, tôi giả sử là tôi lấy 70 đi để cho thuế của nó lớn hơn để cho các bạn dễ hình dung. Rồi, trong trường hợp này là 70 sản phẩm ha. Có như vậy thì tôi sẽ bán 70 sản phẩm. Tôi bán 70 sản phẩm thì lúc này thuế giá trị gia tăng của tôi cũng vẫn là 10%, và giả sử cái đơn giá bán của tôi cao hơn cái đơn giá mua vào đi, nó là 55, thì lúc này thuế, chúng ta có thuế đầu ra bằng bao nhiêu cả lớp? Bằng 385.000. Rồi, thuế giá trị gia tăng đầu ra của chúng ta sẽ bằng 385.000. Thì đối với thuế giá trị gia tăng các bạn lưu ý là gì ạ? Cái nguyên tắc khấu trừ là thuế giá trị gia tăng đầu vào mà đầu ra chịu thuế thì nó sẽ được khấu trừ toàn bộ, không phân biệt là doanh nghiệp đã nó xuất dùng hay chưa. Như vậy thì tôi cứ mua vào, tôi phục vụ cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh thì tôi sẽ được khấu trừ toàn bộ các bạn nhé. Nó sẽ khác cho với thuế tiêu thụ đặc biệt ở đó. Như vậy trong trường hợp này thì các bạn sẽ phải nộp, thuế phải nộp của các bạn bằng bao nhiêu ạ? Thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng bao nhiêu ạ? Trong trường hợp này thuế giá trị gia tăng phải nộp của các bạn bằng bao nhiêu? Các bạn sẽ có đầu ra của các bạn là trừ đi bao nhiêu các bạn? Các bạn sẽ có đầu ra của các bạn là gì ạ? Là 385.000. Bằng 35.000. Các bạn sẽ trừ đi đầu vào các bạn là 350.000. Thì các bạn sẽ có là ra được là 35.000. Như vậy là gì ạ? Cái ví dụ này tôi muốn minh họa cho các bạn nó là gì? Thuế giá trị gia tăng các bạn luôn luôn nhớ nó sẽ được khấu trừ toàn bộ. Như vậy các bạn để ý, các bạn đừng lăn tăn là tôi mua về 100 sản phẩm thì thuế là 350.000, nhưng đây tôi có tiêu thụ 70 thôi. Các bạn lại đi tính thuế đầu vào của 70, cái này là không đúng ha. Thuế giá trị gia tăng nó sẽ được khấu trừ toàn bộ. Và như vậy thì nó sẽ khác với thằng thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Nó khác với thuế tiêu thụ đặc biệt. Vậy vì sao ạ? Thuế tiêu thụ đặc biệt này nó chỉ được khấu trừ như thế nào ha? Bạn nào còn nhớ không ạ? Thuế tiêu thụ đặc biệt nó được khấu trừ như thế nào cả lớp? Bạn nào nhớ ạ? Bởi vì chúng ta phải nhớ cái nguyên tắc khấu trừ này thì chúng ta mới làm được bài tập hiện tại ạ. Dạ thưa cô, là được khấu trừ trên số lượng tiêu thụ thực tế. Đúng rồi, được khấu trừ trên cái số lượng mà tiêu thụ thực tế. Như vậy thì bây giờ cô sẽ quay trở lại bài ha. Các bạn ghi cái này lại đi ạ. Trong lúc mà cô giảng lúc nãy đó thì các bạn ghi nó lại đi ha. Rồi. Như vậy thì cô quay trở lại bài ạ. Các bạn nhìn lên nghiệp vụ số 4 ạ. Tôi nhập khẩu 700 tấn nguyên vật liệu rồi. Tôi không nói gì đến những cái anh X này, mà tôi nói cái nguyên vật liệu mà nó liên quan đến rượu đi. Như vậy tôi nhập khẩu 40.000 lít rượu 42 độ. Thì lúc này là đến gì ạ? Tôi xuất bao nhiêu ạ? Tôi xuất bao nhiêu để sản xuất các bạn?
Tôi suất 50% thôi. Và để tạo thành 1.000 sản phẩm, để tạo thành 1 triệu, cô xin lỗi, tạo thành 1 triệu cái sản phẩm 20 độ này. Và như vậy thì tôi lại tiêu thụ có 700 thôi. Như vậy trong trường hợp này chúng ta thuế đầu vào, thuế tiêu thụ đặc biệt đầu vào của chúng ta đã nộp tại cái khâu nhập khẩu ở đây. Nhưng mà chúng ta chỉ được khấu trừ tương đương với anh này thôi ạ. Như vậy thì có phải đối với thuế tiêu thụ đặc biệt chúng ta sẽ có gì ạ? À đây ha, tôi đang xét về thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Rồi tôi có thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Rồi bạn nào đọc cho cô lại cái kết quả thuế tiêu thụ đặc biệt mà các bạn tính ở nghiệp vụ số 2 đi ạ. Dạ 1.018.000.000. Trời đất cô, đây là cái nghiệp vụ số 2 ấy, là các bạn có thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế tiêu thụ đặc biệt tại khâu nhập khẩu này. Tại khâu nhập khẩu các bạn ha. Khâu nhập khẩu của rượu 42 độ. Rồi như vậy thì thuế tiêu thụ đặc biệt của rượu 42 độ tại khâu nhập khẩu các bạn tính ra được là bao nhiêu ạ? Bạn nào vừa đọc gọi là 1 tỷ bao nhiêu các bạn? Dạ 1.018.875.000. Rồi 875 ngàn. Rồi, cô cảm ơn. À, tức là các bạn đã tính ra là muộn rồi. Như vậy thì lúc này chúng ta, bạn nào tính cho cô là ở nghiệp vụ số 4 đi ha. Đây là cô viết nghiệp vụ số 4 để các bạn nhìn thấy. Như vậy thì thuế tiêu thụ đặc biệt đầu ra là gì ạ? Thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng của rượu à, của 700 chai rượu tiêu thụ ạ, à, 700 ngàn chai rượu tiêu thụ ạ. À. Đây là chai 20 độ ha, tiêu thụ bằng gì các bạn ha? Nghiệp vụ 4 thì tôi sẽ tính thuế tiêu thụ đặc biệt bằng gì ạ? À? Rồi bạn nào tính được thuế tiêu thụ đặc biệt của nghiệp vụ số 4 ạ? Dạ bằng 700 ngàn Rồi bằng 700 ngàn chai. Các với bạn 116 ngàn. 100 không, em đọc cái giá cơ bản của nó, ban đầu của nó đi. Dạ là 127.600 Rồi, chia cho 600. 1 cộng 0,1. Rồi chia cho 1 cộng với 0,1. Sao nữa ạ? Nhân với lại 0,35. Sao lại nhân 0,35 có đúng không ạ? Trường Nhưng hợp mà này chia các bạn còn phải chia cho cái gì nữa các bạn? Nếu như mà em nhân với 0,35, em nhân 0,35 ở trên hay ở dưới ạ? ở trên Nếu như em nhân với ở trên thì em nhìn lại là gì ạ? Nếu như em nhân với 0,35 ở đây thì sao ạ? Trong 127.600 này là đã có gì rồi các bạn? Đã có thuế giá trị gia tăng và đã có gì rồi ạ? Cô đã nói với các bạn rồi, đối với thuế tiêu thụ đặc biệt mà khi bán ra là đã có thuế tiêu thụ đặc biệt rồi. Như vậy thì trong này đã có 65, đã có 35% thuế tiêu thụ đặc biệt rồi. Các bạn phải nhân cho gì ạ? À, 1 cộng với 0,35 nữa các bạn ha. Rồi các bạn nhân lên cho cô xem bằng bao nhiêu. Đáp án này nhìn rất là lớn ha, bởi vì doanh thu của nó rất là lớn rồi, hàng triệu nhân với hàng triệu. Nhưng mà các bạn ra kết quả thuế tiêu thụ đặc biệt của 700 chai rượu bán ra là bao nhiêu ạ? Các bạn bấm máy đi. Số của nó khá là lớn ha. Ra các bạn ha, in cái slide á thì các bạn sẽ làm trực tiếp trên đó, nó sẽ dễ thấy hơn, mà khi chúng ta ôn thi nó cũng dễ dàng hơn ạ. Rồi Dạ ra kết bằng quả bao nhiêu? 21 tỷ. Bằng bao nhiêu em? Dạ 21 tỷ Rồi 0 trăm 21 tỷ. 051 triệu 850 051 triệu. 851 850 ngàn 850 đúng không? Rồi, như vậy số rất là lớn ha. Như vậy thì đầu ra của chai rượu này, của 700 chai tiêu thụ này, nó sẽ ra 21 tỷ. Như vậy tôi hỏi các bạn bây giờ thuế phải nộp, bởi vì sao ạ? Bởi vì chúng ta có là từ cái rượu gì ạ? Chúng ta sẽ có từ rượu 20 độ, từ rượu 42 độ chúng ta sản xuất để ra rượu dưới 20 độ ạ. À, dưới 20 độ. Như vậy thì lúc này thuế suất của anh này đây là 65%, anh này là 35%. Lúc này là nó là hai cái sản phẩm thuộc hai cái đối tượng chịu thuế khác nhau luôn. Thì lúc này chúng ta sẽ được khấu trừ cái nguyên vật liệu.
Tuy nhiên thì lúc này các bạn sẽ có thuế tiêu thụ đặc biệt thì ha. Các bạn tính riêng ra đi. Các bạn sẽ có là thuế. Nhờ tôi đi tính thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp. Đặc biệt còn phải nộp ạ. Tôi sẽ tính thuế tiêu thụ đặc biệt còn phải nộp bằng gì ạ? Bạn nào tính ạ? Các bạn sẽ lấy thuế. Cô sẽ viết tắt phép tính này ha. Các bạn sẽ lấy thuế đầu ra là 21 tỷ 051 triệu 851 ngàn ạ. 850. Bạn Nga đang làm xong bài này rồi đúng không Nga? Các bạn Dạ trừ vâng đi bao ạ. nhiêu ạ? Rồi, em phát biểu luôn bài Dạ tập này đi ạ. vì Bây giờ dạ phần này trừ 1 tỷ 0 trăm. trừ đi 1 tỷ bao nhiêu ạ? 1 tỷ 018 triệu 857 chia 2 ạ. Bây giờ thế này đi ha. Cô sẽ thử tính ra nháp để cho bạn bạn Nga viết ra nháp đi. Bây giờ cả lớp nhìn lên đây ạ. Tôi có 40.000 lít ạ. 40.000 lít, nhưng mà tôi mua về tôi xuất ra, tôi xuất bao nhiêu ạ? Tôi chỉ xuất có 20.000 lít thôi. Và từ 20.000 lít này để tôi sản xuất ra 1 triệu sản phẩm. Tuy nhiên thì tôi tiêu thụ có 700 sản phẩm thôi ạ. Và tôi có 40.000 lít này thì nó tương đương với 1 tỷ 018 triệu rồi 875 ngàn, 875 ngàn các bạn ha. Rồi như vậy thì các bạn phải tính ra được cái thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ. Thì lúc này các bạn sẽ lấy gì ạ? Các bạn lấy 1 tỷ này 018 triệu 875 ngàn, 875 ngàn. Rồi đọc tiếp đi nha. Em đừng có rút gọn phân số để cho các bạn hiểu. Chúng ta sẽ chia cho bao nhiêu ạ? Dạ, chia cho 40.000 và Rồi, nhân chúng ta sẽ chia 20. cho 40 ngàn. Chia cho 42 ngàn này cả lớp nhìn lây, tức là thuế tiêu thụ đặc biệt của 1 lít rượu 42 độ. Nhưng mà tôi lại dùng bao nhiêu ạ? Tôi dùng là 20 ngàn lít, tức là 50%. Tôi dùng 20 ngàn lít này, và từ 20 ngàn lít này thì tôi lại chia cho, tôi lại để sản xuất ra bao nhiêu ạ? Tôi sản xuất ra bao 700. nhiêu? Tôi sản xuất, số lượng tôi sản xuất mà. Tôi sản xuất ra 1 triệu đúng không? Tôi sản xuất ra 1 triệu chai. Thì nếu mà tại cái phép tính này, tức là thuế tiêu thụ đặc biệt của một chai rượu sản xuất là bao nhiêu? Nhưng mà tôi đang cần tính cho bao nhiêu đây ạ? Tôi đang cần tính cho 700 ngàn chai tôi tiêu thụ. Như vậy các bạn tính ra đi ạ. Như vậy các bạn sẽ ra được thuế tiêu thụ đặc biệt còn phải nộp là bao nhiêu ạ? Hiện bằng 356 triệu 606 350 đồng. 356 triệu 606 là các Ngày bạn chỉ đang tính cái này thôi, là các bạn chỉ đang tính cái này thôi. Và các bạn sẽ có là 21 này, 051 triệu rồi 851 ngàn 850. Cái này thì các bạn mới ra là 356 triệu 606 ngàn 250 đúng không? Đúng không ạ? Bạn nữ nào vừa đọc đó. dạ đúng rồi cô. Được 250 thì lúc này các bạn sẽ ra được là các bạn sẽ phải còn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt là 20 tỷ bao nhiêu đấy ạ? 695 ngàn 245 600 đó các bạn. Kết quả thì các bạn kiểm tra lại, nhưng mà cái lúc này ở đây là tôi đang nói là gì ạ? Cái thuế tiêu thụ đặc biệt này, cái 1 tỷ 018 triệu 875 ngàn này này, thôi tôi gọi là 1 tỷ cho nó dễ ha. Cái 1 tỷ này là nó là thuế của 40.000 lít rượu, là của 40.000 lít rượu. Nhưng mà tôi chỉ xuất trong kỳ này tôi chỉ dùng có 20.000 lít rượu thôi. Và từ 20.000 lít rượu này tôi sản xuất ra 1 triệu chai. Và tôi tiêu thụ chỉ có 700 chai, và 700 chai này tôi tiêu thụ thì với thuế của tôi tính ra được là những bao nhiêu ạ? 21 tỷ 051 ngàn 851 ạ, 850. Như vậy 21 tỷ thì lúc này tôi sẽ lẽ ra là tôi phải nộp 21 tỷ này, nhưng mà đối với thuế tiêu thụ đặc biệt thì tôi sẽ được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với nguyên vật liệu đầu vào mà tương ứng với số thực tế sản xuất trong kỳ, thực tế tiêu thụ trong kỳ. Như vậy thì trong kỳ này dù tôi có sản xuất ra 1 tỷ, 1 triệu chai, nhưng mà tôi chỉ có tiêu thụ 700 ngàn chai thôi ạ. Như vậy các em phải tính cho cô được là cái thuế tiêu thụ đặc biệt đầu vào nó tương ứng với cái số thực tế mà chúng ta tiêu thụ là bao nhiêu. Như vậy thì các bạn sẽ xác định được thuế tiêu thụ đặc biệt của 700 chai ha.
và sau đó thì thuế tiêu thụ đặc biệt. Cái hoặc là bạn nào mà tính riêng ấy thì các bạn sẽ gọi cái cụm này này. Bạn nào mà tính riêng thì các bạn sẽ phải gọi cái này ở đây là gì ạ? Các bạn phải gọi là thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ các bạn ha. Các bạn sẽ gọi là thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ. Được khấu trừ ạ. Tương ứng với 700 chai, các bạn phải ghi chữ tương ứng. Tương ứng với 700 chai xuất tiêu thụ các bạn ha. Như vậy thì nếu như các bạn tính riêng một cái biểu thức này ra thì các bạn sẽ gọi là thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với 700.000 chai rượu mà đã tiêu thụ. Thì đó là xong về phần thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Bài tập này rất là ngắn, tuy nhiên thì nó lại khá là, nó đòi hỏi cũng khá là phức tạp các bạn ha. Đó là các bạn phải hiểu được, các bạn phải nhớ lại cái thuế tiêu thụ đặc biệt này. Các bạn phải nhớ lại là đối với hàng mà nhập khẩu, tại khâu nhập khẩu thì chúng ta sẽ phải xác định những cái loại thuế nào thì các bạn phải lưu ý cho cô như vậy. Và như vậy thì chúng ta thuế nhập khẩu thì các bạn, để mà trả lời cho bài tập này, người ta hỏi các bạn là xác định những cái thuế liên quan mà công ty phải nộp. Thì lúc này các em sẽ cộng lại thuế nhập khẩu của hai nghiệp vụ ạ, của nghiệp vụ số 1 và số 2 lại là bao nhiêu, rồi chúng ta sẽ có thuế giá trị gia tăng phải nộp và thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp ha. Thì các bạn trả lời 3 đáp án đó. Thì chúng ta đã kết thúc bài tập số 9 này ạ. Rồi như vậy bài tập số 9 này bạn nào còn thắc mắc gì không thì các bạn hỏi liền đi ạ. Các bạn còn thắc mắc gì ở bài tập số 9 không ạ? Các bạn còn thắc mắc gì không ạ? Rồi nếu các bạn không thắc mắc gì thì cô quay lại cái phần bài tập ha. Rồi như vậy thì bài tập số 9 này nhìn tưởng chừng đơn giản nhưng mà các bạn phải để ý thật là kỹ ha. Rồi chúng ta sẽ làm. Thôi chúng ta sẽ đi vào nội dung lý thuyết cho xong đã, sau đó thì cô sẽ cho các bạn làm bài tập luôn cho nó dễ ha. Như vậy thì chúng ta đã xong về phần gì ạ? Chúng ta đã xong về phần thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp mà kê khai nộp thuế theo cái phương pháp khấu trừ. Thì cụ thể ở đây đối với doanh nghiệp mà kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì họ sẽ sử dụng cái hóa đơn ở đây, đó là hóa đơn giá trị gia tăng các bạn ha. Còn đối với doanh nghiệp mà kê khai theo phương pháp trực tiếp hay người ta còn gọi là trực tiếp trên giá trị gia tăng thì người ta sẽ sử dụng hóa đơn bán hàng, là trong này là nó đã bao gồm thuế rồi. Còn ở đây thì của chúng ta thì nó hạch toán riêng là gì ạ? Tiền hàng riêng, tiền thuế giá trị gia tăng riêng và cộng tiền thanh toán ạ. Nếu như thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng cho cái doanh nghiệp mà có doanh thu hàng năm trên 1 tỷ đồng hoặc là doanh nghiệp có đơn đăng ký tự nguyện áp dụng cái phương pháp thuế giá trị gia tăng này thì phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng nó sẽ được áp dụng cho gì ạ? Cho cái doanh nghiệp đang hoạt động trong cái lĩnh vực về mua bán, chế tác vàng bạc đá quý và một số những cái hoạt động khác. Tuy nhiên là những doanh nghiệp, một số hoạt động khác này nó sẽ có đặc điểm đó là gì ạ? Đó là những doanh nghiệp mà đang hoạt động kinh doanh, họ có doanh thu hàng năm dưới ngưỡng là 0,1 tỷ đồng. Và trừ trường hợp là đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ các bạn ha. Như vậy nếu như tôi có cái doanh thu của tôi là dưới 1 tỷ đồng nhưng mà tôi lại có cái đơn đăng ký tự nguyện theo phương pháp khấu trừ thì đương nhiên tôi được áp dụng theo phương pháp khấu trừ rồi. Nhưng mà rất ít, không mấy anh doanh nghiệp nào mà lại đi làm cái trường hợp đó, bởi vì phương pháp khấu trừ thì nó đòi hỏi rất là kỹ càng trong cái chế độ hóa đơn chứng từ cũng như là cái việc về khấu trừ thuế các bạn ha. Mua vào phải có hóa đơn chứng từ, bán ra cũng vậy. Và hoặc là trường hợp là doanh nghiệp hợp tác xã mới thành lập, rồi cũng trừ trường hợp là áp có cái đơn đăng ký tự nguyện, nhưng hoặc là những cái hộ cá nhân kinh doanh thì chúng ta đều nộp thuế theo phương pháp này ạ. Rồi chúng ta quay trở lại, và hiện nay thì hoạt động mua bán chế tác vàng bạc đá quý nó đang có thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10% cả lớp. Và cái việc mà xác định đối với hoạt động kinh doanh mua bán chế tác vàng bạc đá quý thì thuế xác định là bằng gì ạ? Thuế giá trị gia tăng phải nộp. Lúc này thì thuế giá trị gia tăng phải nộp sẽ bằng thuế giá trị gia tăng phải nộp sẽ bằng là giá trị gia tăng của vàng bạc đá quý và nhân với thuế suất của vàng bạc đá quý, và cụ thể là 10% các bạn ha. Tuy nhiên giá trị gia tăng thì nó được xác định là gì ạ? Giá trị gia tăng thì bằng
giá thanh toán của vàng bạc đá quý trừ đi giá vốn của vàng bạc đá quý, thì giá thanh toán này tức là cái giá mà người ta tiệm vàng họ bán ra cho người tiêu dùng, còn giá vốn của vàng bạc đá quý là giá mà họ đi mua vào. Ví dụ như là họ đi mua vào một cái lượng vàng trị giá là 37 triệu đồng và về thì họ bán ra cho người tiêu dùng, tức là người mua với cái giá là 40 triệu, thì lúc này nó sẽ có giá trị gia tăng. Trong trường hợp này là chúng ta sẽ có là 3 các bạn ha, tức là lấy giá thanh toán của vàng bạc đá quý trừ đi giá vốn của vàng bạc đá quý. Và lúc này thì muốn tính thuế thì sẽ lấy gì ạ? Sẽ lấy là giá trị gia tăng, sẽ lấy cái này này, cái delta này này là 3 này, các bạn nhân với 10% lên, thì đó là cái cách xác định thuế giá trị gia tăng đối với những cái cơ sở mà họ có kinh doanh mua bán chế tác vàng bạc đá quý ạ. Rồi còn những trường hợp khác thì sao ạ? Còn những cái hoạt động khác thì thuế giá trị gia tăng phải nộp của họ sẽ được xác định đó là bằng doanh thu sẽ nhân với tỷ lệ phần trăm ạ. Thì cái tỷ lệ phần trăm này nó được quy định cụ thể trong luật thuế, đó là xác định doanh thu ạ. Và doanh thu này thì sẽ được căn cứ trên những cái hóa đơn chứng từ ạ. Dựa trên những cái hóa đơn bán hàng ấy, doanh thu là bao nhiêu? Giả sử doanh thu của tháng của quý vừa rồi của tôi là 100 triệu thì tôi sẽ lấy 100 triệu này, tôi nhân với 10%. Như vậy thì thuế tôi phải nộp sẽ là 10 triệu ạ. Như vậy cái việc xác định thuế phải nộp nó dễ dàng hơn các bạn ha. Và tỷ lệ phần trăm doanh thu này nó sẽ được xác định cho những cái ngành đó là phân phối này. Chẳng hạn như phân phối cung cấp hàng hóa thì người ta lấy là 1%. Các bạn ha. Rồi hoặc là dịch vụ xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu là 5%. Rồi sản xuất vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu thì 3%. Nhiều hoạt động kinh doanh khác là 2%. Thì đó là đối với thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Và các bạn lưu ý cho cô là gì ạ? Đi thi của các bạn nhé. Tức là các bạn để ôn tập để các bạn đi thi á. Thì các bạn đi thi thì cô sẽ giới hạn cho các bạn đó là phương pháp khấu trừ các bạn nhé. Phương pháp khấu trừ ạ. Và giả sử như là một cái dữ liệu đưa ra thì cô sẽ có một cái thông tin là doanh nghiệp đang kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ. Nhưng giả sử mà các bạn gặp một cái thông tin các bạn không thấy cô ghi là doanh nghiệp đang kê khai theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp, thì các bạn mặc định cho cô là cô đã giới hạn cho các bạn đó là phương pháp khấu trừ ha. Chúng ta thống nhất như vậy để đỡ phải lăn tăn. Rồi. Đối với hoàn thuế giá trị gia tăng là gì ạ? Hoàn thuế thì cô đã nói với các bạn ở buổi học đầu rồi. Hoàn thuế thì các bạn hình dung là đó là cái việc mà doanh nghiệp sẽ được cái cơ quan nhà nước hoàn lại cho cái số tiền thuế mà họ đã nộp. Thì có rất nhiều những cái trường hợp mà để doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên thì thuế giá trị gia tăng mà nó được hoàn hiện nay ấy, thì đối với những cái doanh nghiệp mà họ có cái hàng hóa mà xuất khẩu ấy, thì thuế đầu vào của họ, khi mà xuất khẩu thì thuế đầu ra của họ sẽ bằng gì các bạn? Khi mà doanh nghiệp xuất khẩu thì thuế đầu ra của họ bằng bao nhiêu ạ? Hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng mà khi doanh nghiệp xuất khẩu thì thuế bằng bao nhiêu các bạn? Các bạn ha, doanh nghiệp mà xuất khẩu thì lúc này thuế giá trị gia tăng của họ là 0%. Thì như vậy thì thuế đầu ra của họ là sẽ là 0, và tôi đang giả sử là thuế đầu vào ạ. Để mà sản xuất thì họ có thuế giá trị gia tăng đầu vào ạ. Rồi, họ sẽ có thuế giá trị gia tăng đầu vào, giả sử nhưng của họ là 400 triệu. Thì lúc này thuế phải nộp của họ bằng gì ạ? Thuế phải nộp bằng gì ạ? Các bạn sẽ bằng đầu ra trừ đi đầu vào, các bạn sẽ bằng 400 ạ. Thì cái âm 400 này nó có nghĩa là gì ạ? Tức là doanh nghiệp trong kỳ này sẽ không phải nộp thuế. Và nếu như trường hợp mà nó lớn hơn hoặc bằng là 300 triệu trở lên ấy, tức lớn hơn hoặc bằng là 300 triệu, thì doanh nghiệp sẽ được hoàn lại, sẽ được cơ quan hoàn lại 300 triệu tiền thuế này. Còn nó nhỏ hơn 300 triệu thì sao ạ? Thì doanh nghiệp sẽ tiếp tục được khấu trừ vào kỳ sau ạ. Như vậy nó sẽ tiện doanh nghiệp sẽ tiếp tục được khấu trừ vào kỳ sau. Đây là tôi lấy là tháng 1 đi ha, doanh nghiệp này có thuế phải nộp là âm 400 triệu thì doanh nghiệp này là được hoàn lại, sẽ làm hồ sơ cho cơ quan thuế để sẽ được hoàn lại 400 triệu. Nhưng trường hợp 2 là gì ạ? Tôi lấy một ví dụ khác ha. Trong tháng 1 đi ha, doanh nghiệp này cũng có thuế phải nộp là âm 30 triệu. Như vậy trong tháng 2 của họ có thuế phải nộp, giả sử họ tính được trên kết quả là thuế phải nộp của họ là 40 triệu, thì lúc này cái thuế âm 30 triệu này nó sẽ được khấu trừ vào tháng 2. Và lúc này doanh nghiệp sẽ phải nộp bao nhiêu ạ? Doanh nghiệp chỉ phải nộp là 10 triệu thuế thôi ạ. Và như vậy thì cái việc khấu trừ này,
sẽ được khấu trừ liên tục các bạn ha. Giả sử kỳ này không được khấu trừ hết thì sẽ được khấu trừ qua những kỳ sau ạ. Và trong trường hợp mà nếu như 12 trong 10 suốt 12 tháng liên tục của doanh nghiệp chưa được khấu trừ hết cái số thuế này, hoặc là trong 4 quý liên tục nếu như kỳ nộp thuế theo quý thì sẽ được cơ quan nhà nước hoàn thuế ạ. Thì đó là cái việc về hoàn thuế giá trị gia tăng. Còn bạn nào mà muốn quan tâm về cái việc hoàn thuế giá trị gia tăng này, các bạn có thể tham khảo giúp cô tại cái luật số 13 năm 2018, luật số 71, luật 71 ạ, và luật số 31 cùng với các cái nghị định thông tư hướng dẫn liên quan các bạn ha. Thì họ sẽ quy định cụ thể những cái trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng. Và đương nhiên thì cái việc hoàn thuế giá trị gia tăng này nó sẽ được cái cơ quan có thẩm quyền quyết định và cái việc xử lý những cái việc này các bạn ha. Rồi đây là các bạn ha. Nếu cơ sở kinh doanh này có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ mà chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào những tháng tiếp theo. Còn từ 300 triệu đồng trở lên thì sẽ được hoàn thuế trong tháng hoặc là trong quý tùy theo cái kỳ nộp thuế của họ ha. Thường thì doanh nghiệp chúng ta sẽ nộp thuế giá trị gia tăng theo tháng. Đối với những cái doanh nghiệp mà có cái doanh thu á, doanh thu hàng năm là trên 50 tỷ đồng thì sẽ phải nộp theo tháng, còn dưới 50 tỷ đồng thì họ sẽ nộp theo quý các bạn ha. Và đương nhiên thì đến ngày 31 tháng 12, ngày 31 tháng 12 ạ, đến ngày 31 tháng 12 hàng năm thì là đây là cái thời gian về 31 tháng 12 hàng năm là thời gian các doanh nghiệp phải thực hiện đó là gì ạ? À, quyết toán thuế, và cụ thể đó là thuế thu nhập doanh nghiệp và các cái loại thuế liên quan ạ, thuế giá trị gia tăng. Và cái thời hạn mà để quyết toán thuế thì chậm nhất sẽ là ngày 31 tháng 3 của năm tiếp theo ạ. Của cái năm tiếp theo, như vậy là sẽ có 3 tháng, doanh nghiệp sẽ có 3 tháng để thực hiện quyết toán này. Và khi mà quyết toán này thì doanh nghiệp sẽ nộp các cái báo cáo thuế ạ, sẽ nộp những cái báo cáo thuế và kèm theo gì ạ? À, bảng cân đối kế toán này, rồi báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh này, rồi thuyết minh báo cáo tài chính, rồi có thể là lưu chuyển tiền tệ, như vậy sẽ phải nộp kèm theo những cái báo cáo này các bạn ha. Như vậy thì trong cái thời hạn là 31 tháng 12 đến ngày 31 tháng 3 của năm tiếp theo thì doanh nghiệp sẽ kế toán sẽ phải thực hiện cái việc nộp cái hồ sơ khai thuế. Và đồng thời là gì ạ? Nộp xong thì sẽ phải nộp tiền. Và tôi đang giả sử nếu như ngày 31 tháng 3 mà tôi về nộp cái tờ khai thì trong ngày 31 tháng 3 này tôi phải nộp tiền luôn. Còn chẳng hạn như tôi có thể đến tháng 1 tôi nộp tờ khai, đến tháng 2 tôi nộp tiền thuế cũng được. Nhưng mà nếu mà anh đã để đến cái hạn cuối cùng rồi thì anh phải nộp đồng thời cả tiền thuế, cả cái hồ sơ khai thuế nếu sau ngày 31 tháng 3. Hạn cuối cùng của nó sẽ là 23 giờ 59 phút ngày 31 tháng 3. Còn nếu như mà sau 12 giờ đêm của ngày 31 tháng 3 này anh không nộp thì cơ quan thuế bắt đầu tính cái tiền là gì ạ? Tiền chậm nộp thuế. Và sẽ thậm chí là doanh nghiệp sẽ bị phạt các bạn ha, vì không có làm đúng theo cái nộp đúng theo cái thời gian mà quy định ạ. Thì đó là một số trường hợp về hoàn thuế. Thì như vậy thì thuế giá trị gia tăng này các bạn lưu ý cho cô đó là gì ạ? Cái nó là cái thuế gián thu, nó thu trên dựa vào cái hàng hóa giá trị của giá cả của hàng hóa và dịch vụ. Như vậy nó lại thu trên nhiều giai đoạn các bạn nhé, nó sẽ khác với thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. À, các bạn làm cho cô bài số 3 đi ạ. Các bạn làm bài tập số 3 đi các bạn ha, thắc mắc gì các bạn hỏi. Chúng ta cũng sắp kết thúc cái học phần thuế này rồi nên trong từ giờ đến cuối tuần này thì có thể cô sẽ gửi cái bài tập nhóm cho các bạn ha. Và đến buổi cuối thì các bạn sẽ nộp cho cô để cô tính điểm quá trình của các bạn. Các bạn làm bài tập số 3 đi ạ. À, bài tập này thì họ cho các bạn một cái thông tin rất là cơ bản thôi các bạn ha. Đó là một cái tài liệu của công ty thương mại. Tức là họ gì ạ? À, họ mua vào rồi họ đi bán ra. Và trong quý 3 năm 2016 họ có cái tình hình kinh doanh như sau. Thì thứ nhất đó là về tồn kho mua vào trong quý. Và thứ hai là các bạn sẽ có gì ạ?
tình hình tiêu thụ trong quý và người ta yêu cầu các bạn là gì? Tính thuế giá trị gia tăng mà công ty X này phải nộp, và đồng thời thì thuế suất của hàng hóa và dịch vụ trong trường hợp này đều là 10% ha. Bài này thì khá là đơn giản. Người ta cho 4 sản phẩm như vậy nhưng mà các bạn đều có thuế suất là 10% thôi. Như vậy thì các bạn sẽ xác định nhỉ. Và chúng ta đang xác định theo phương pháp khấu trừ nha cả lớp. Bày cho các bạn ấy thì nó đang là cái kiến thức cơ bản về thuế và nó được đứng ở trên cái góc độ đó là gì ạ? Cái thuế này nếu như mà theo, tức là trên cái góc độ nhìn nhận của cái cơ quan thuế sẽ đối với doanh nghiệp là với tình hình như thế này thì doanh nghiệp phải có nghĩa vụ là xác định tiền thuế là như thế nào. Còn cái công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp thì đương nhiên là họ sẽ hàng kỳ họ sẽ phải lập những cái báo cáo thuế và để họ xác định cái thuế phải nộp của doanh nghiệp. Nhưng mà cái kế toán trong doanh nghiệp á, và giữa kế toán tài chính á, và cái kế toán thuế thì nó lại có cái, và thuế nó lại có cái sự khác biệt, sự chênh lệch các bạn ha. Trong này thì học đến thuế thu nhập doanh nghiệp các bạn sẽ nhận thấy rằng là nó có cái sự khác biệt. Không phải lúc nào mà kế toán tính ra thuế phải nộp là như vậy mà cơ quan thuế lại chấp nhận đâu. Vậy có những trường hợp thì cơ quan thuế họ sẽ không chấp nhận một số những cái khoản chi phí. Cô tích vào danh sách luôn, phải quên. Thôi bạn nào phát biểu, các bạn đọc họ tên cho cô đi ạ. Dạ, Nguyễn Kim Đài Trang. Nguyễn Kim Đài Trang đổ. Dạ, Đỗ Thị Diễm Quỳnh. Đỗ Thị Diễm Quỳnh. Dạ, Nguyễn Thị Như Quỳnh. Nguyễn Thị Như Quỳnh. Rồi ai nữa? Dạ, Nhật Khanh. Nhật Khanh. Rồi bạn nào nữa ha? Dạ có Nga. Rồi. Quay lại cái nhóm của mình ha. Bữa sau cái bài tập nhóm các bạn sẽ làm theo những cái thành viên đó. Còn những bạn nào mà không liên lạc được trong nhóm hoặc bạn nào mà không làm thì các bạn cứ ghi vào trong đó cho cô để cô biết.
Bởi vì trong cái học kỳ 2 này của các bạn ấy, thì chúng ta là do cái tình hình của dịch bệnh bệnh COVID đó nên chúng ta không có đi học, do đó những cái hoạt động mà liên quan đến phong trào đoàn hội nó cũng bị ảnh hưởng, tức là chúng ta sẽ không tham gia trực tiếp được. Nên các bạn tranh thủ các bạn tham gia những cái cuộc thi online đi ha. Bởi vì nó sẽ sau này nó sẽ ghi nhận cái điểm rèn luyện cho các bạn. Ở hiện tại cái cuộc thi ánh sáng soi đường đấy, cô thấy lớp mình cũng vẫn còn ít bạn tham gia, nhưng các bạn tranh thủ mỗi ngày, các bạn mỗi tuần các bạn bỏ ra khoảng 20 phút là các bạn đã tham dự xong rồi. Các bạn làm xong chưa ạ? À, hôm bữa điểm danh có bạn nào tên là Đăng Khoa thì đó, mình những cái bạn mà đánh dấu vàng ấy là mình vẫn đang để đó ha. Giả sử là những cái bạn kia mà nếu những điểm điểm danh các bạn ấy được cộng một điểm thì các bạn chỉ được cộng nửa điểm, có những bạn thì cũng được cộng chỉ 0,1, 0,2 thôi ha. Bởi vì các bạn chụp, mình yêu cầu các bạn chụp màn hình nhưng và đã có thông tin của các bạn. Nhưng mà ví dụ như bạn Khoa gì đấy, cô thấy em nộp, bạn cắt một cái màn hình chẳng có gì hết á. Và một số bạn thì lại chụp slide khác, không đúng với yêu cầu của giảng viên ha. Để bạn nào cho cô biết là cái hướng mà để chúng ta sẽ giải cái bài tập này là gì ạ? Cái hướng giải của bài tập này của chúng ta sẽ làm như thế nào các bạn ha?
Cô biết cái hướng mà giải của chúng ta trong bài tập này như thế nào ạ? Nào bạn Hoàng Minh tới ạ. Bạn Hoàng Minh tới cho cô biết là cái hướng giải bài tập này như thế nào ạ? À, vậy là bạn tới không có mặt buổi học này ha. Rồi bạn Nguyễn Hữu Tiến ạ. Dạ alo ạ. Rồi bạn Tiến cho cô biết là cái hướng giải bài tập này như thế nào ạ? Dạ thưa cô, trước tiên thì em sẽ tính giá của các sản phẩm mua vào trong kỳ, tính thuế giá trị gia tăng của các sản phẩm mua vào trong kỳ. Mua vào trong kỳ thì chúng ta sẽ xác định được thuế giá trị gia tăng gì Tiến ha? Dạ thưa cô, lấy số nó gọi là thuế gì ạ? Không, cô biết là rồi, bạn nói là số lượng nhân đơn giá cùng nói, nhưng mà mua vào trong kỳ thì đó là thuế giá trị gia tăng gì ạ? Dạ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Đúng rồi, thuế giá trị gia tăng đầu vào. Rồi còn với tình hình tiêu thụ thì chúng ta tính được cái gì ạ? Dạ với tình hình tiêu thụ thì sẽ tính được thuế giá trị gia tăng đầu ra. Đầu ra. Rồi, vậy thì ở trong cái phần thông tin, như vậy cô hỏi thêm Tiến đó là với cái thông tin tồn kho đầu kỳ thì chúng ta có tính thuế gì không ạ? Dạ. Cái phần tồn kho đầu kỳ này thì em cũng không rõ lắm. Nhưng mà em... À rồi bạn Tiến. Rồi cô cảm ơn bạn Tiến ha, để cô gọi một bạn khác. Rồi, Mai Hữu Phước ạ. Không tính tệ. Dạ, alo. Bạn Phước cho cô biết là với cái bài tập số 3 này, tình hình tồn kho mua vào trong quý, thì mà bạn Tiến vừa nói được là mua vào trong kỳ thì chúng ta sẽ xác định được thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Như vậy còn tồn kho đầu kỳ thì sao, Phước? Nãy giờ em có đang ngồi làm bài tập không ạ? Dạ, chưa làm xong rồi. À, chưa làm xong, nhưng bây giờ cô hỏi tồn kho đầu kỳ thì sao ạ? Học rồi. Lâu quá quên rồi. Rồi, quên để gọi bạn khác. Cái này mà quên là biết là lần này là kết quả nó lại không không khác gì lần trước đâu nha. Rồi gọi bạn khác coi. Trịnh Bảo Tín. Trịnh Bảo Tín có không ạ? Rồi khoáng. Rồi gọi một bạn khác. Thi Đoàn Hữu Sang ạ. Rồi, Sang có đang làm bài tập số 3 không ạ? Rồi, bạn Sang cho cô biết là như bạn Tiến vừa nói, với cái bài này thì chúng ta sẽ xác định thuế đầu ra này và đầu vào được khấu trừ. Sau đó thuế phải nộp thì sẽ bằng là thuế đầu ra trừ đi đầu vào được khấu trừ. Như vậy thì mua vào trong kỳ thì bạn nói là chúng ta xác định được thuế đầu vào. Như vậy cô hỏi bạn Sang về cái dữ liệu tồn kho đầu kỳ này chúng ta xử lý như thế nào ạ? Em hiểu tồn kho đầu kỳ tức là sao ạ? Ở bây giờ chúng ta đang là quý 3 năm 2016 thì sản phẩm A tôi có 80 sản phẩm tồn kho với cái đơn giá tôi mua vào là 100.000 đồng này, thì em hiểu như thế nào ạ? 80 sản phẩm này tức là của quý 2 năm 2016 đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta có một cái nguyên tắc khấu trừ thuế là gì ạ? Thuế giá trị gia tăng đầu vào của kỳ nào thì được khấu trừ hết của kỳ đó, không phân biệt là đã xuất vốn hay chưa. Như vậy thì
cái thuế của nó lúc mà đi mua vào này, giả sử kỳ quý 2 tôi mua vào 100, ví dụ quý 2 mà tôi đi mua vào gì ạ? À, tôi đang giả sử ha, các bạn bị nhầm rất là lớn. Ví dụ như quý 2, tôi đang giả sử như là quý 2 năm 2016, tôi mua về tận 200 sản phẩm A. Sản phẩm A với giá là 100 ngàn đồng. Và tôi đã tiêu thụ được bao nhiêu ạ? Tôi đã tiêu thụ được 120 sản phẩm rồi. Tôi đang giả sử như vậy. Thì lúc này cái 200 sản phẩm A này là chúng ta tính thuế là nó đã được khấu trừ hết chưa cả lớp? Được khấu trừ hết chưa ạ? Nó đã được khấu trừ hết ở trong quý 2 rồi. Như vậy thì cái thông tin tồn kho đầu kỳ này người ta chỉ cho các bạn ở đây thôi. Các bạn có tính gì không ạ? Các bạn không tính thuế gì hết ở đây bởi vì nó đã được khấu trừ hết của kỳ quý 2 rồi các bạn nhá. Như vậy là các bạn chỉ đi khấu trừ, chỉ đi tính thuế đầu vào được khấu trừ của kỳ này thôi. Bởi vì sao ạ? Nguyên tắc khấu trừ của thuế giá trị gia tăng nó sẽ được khấu trừ kỳ nào, nó sẽ được khấu trừ hết ở kỳ đó và được khấu trừ toàn bộ. Cô vừa nói rồi, được khấu trừ toàn bộ, không phân biệt là anh đã xuất dùng hay chưa, anh đã còn, anh đã xuất hết hay chưa ạ. Như vậy tôi giả sử là quý 2 tôi có 200 sản phẩm A với giá mua là 100 ngàn đồng này thì tôi cũng đã tính được thuế rồi và tôi đã khấu trừ hết cái thuế của 200 sản phẩm này rồi ạ. Và tôi tiêu thụ được 120 sản phẩm thôi thì tôi sẽ còn dư lại 80 sản phẩm, nó sẽ thành là tồn kho của quý 3. Như vậy các em lưu ý là thông tin này nó chỉ cho các em như vậy thôi ha. Rồi, cảm ơn bạn Sang. Rồi hỏi thêm một bạn nữa. Hỏi bạn Đỗ Quyền Anh ạ. Bạn Đỗ Quyền Anh có không ạ? Rồi bạn Nguyễn Huy ạ. Bạn Nguyễn Huy ạ. Này, Quyền Anh và Nguyễn Huy vắng ha. Rồi Nguyễn Quang Huy ạ. Dạ. Rồi Nguyễn Quang Huy cho cô biết là người ta cho thêm một thông tin ạ. Ngoài ra trong quý 3 công ty còn có mua một số vật tư và dịch vụ cho việc kinh doanh. Tức là ngoài những cái về sản phẩm hàng hóa ra thì chúng ta còn có những cái dịch vụ khác để phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Thì dạ. Em hiểu như tức là em sẽ tính thuế cho ba cái này không ạ? À, dạ có. Như vậy trường hợp đầu tiên thì em sẽ tính thuế như thế nào? Dạ là... Các bạn phải hình dung ra là không phải là chỉ có sản phẩm thôi ạ. À, để mà sản xuất kinh doanh hàng hóa và dịch vụ thì tôi còn sử dụng rất nhiều những cái dịch vụ mua ngoài, tôi đi mua ngoài khác và được. Và khi mà tôi tiêu dùng những cái dịch vụ đó thì tôi cũng đều phải tính thuế. Và tôi đang giả sử chẳng hạn như ở đây tôi đang có một cái, tôi đã mua cái dịch vụ vận chuyển chẳng hạn. Giá mua đã có thuế 33 triệu thì tức trong 33 triệu này là đã có cái gì rồi Huy? Dạ có thuế giá trị gia tăng ạ. Rồi có thuế giá trị gia tăng rồi, như vậy thì để mà xác định được thuế giá trị gia tăng, như vậy thuế giá trị gia tăng của trường hợp đầu tiên này là bao nhiêu ạ? Dạ là 3 triệu ạ. Là 3 triệu. Rồi vậy thì trường hợp thứ hai là hóa đơn đặc thù, thì cả lớp hình dung cho cô là một số những doanh nghiệp nó sẽ có những hóa đơn đặc thù kiểu như là tem, vé, thẻ hoặc là chứng thư ghi giá thanh toán thì trong đó đã có thuế rồi. Trường hợp thứ hai thì giá trị gia tăng, thuế giá trị gia tăng bằng bao nhiêu vậy? Dạ là 2 triệu ạ. Là 2. Ồ, trường hợp thứ ba là hóa đơn bán hàng, giá mua là 10 triệu. Trường hợp thứ ba này các bạn thấy sao ạ? Dữ liệu tôi cho là gì ạ? À, cô nói với các bạn rồi. Trong những cái trường hợp này chúng ta đang mặc định là chúng ta đang kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ nha cả lớp. Theo phương pháp khấu trừ thì chúng ta sẽ phải sử dụng hóa đơn gì ạ? Dạ, hóa đơn... Phương pháp khấu trừ thì chúng ta doanh nghiệp sẽ sử dụng hóa đơn gì? Dạ, để em coi cô, em không nhớ nữa. Rồi bạn khác, để hỏi thử một bạn khác coi. Dạ vâng. Rồi Nguyễn Ngọc Phương Khanh ạ.
Khanh có không ạ? Nguyễn Ngọc Phương Khanh. Dạ có ạ. Rồi, Nguyễn Ngọc Phương Khanh cho cô biết là chúng ta đã học rồi là đối với doanh nghiệp kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì hóa đơn họ sử dụng sẽ là hóa đơn gì ạ? Cái hóa đơn mà để mà họ được được khấu trừ thuế đầu vào thì là hóa đơn gì ạ? Dạ, hóa đơn đỏ. Có thật hóa đơn đỏ không? Cô đã nói rồi, hóa đơn đỏ là bao gồm hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng. Như vậy phương pháp khấu trừ thì sẽ sử dụng hóa đơn gì ạ? Rồi, cảm ơn bạn Khanh, gọi bạn khác. Vừa học xong mà các bạn không nhớ gì hết. Rồi, Phan Thị Thu Ngân ạ. Dạ. Dạ, thưa cô là... Doanh nghiệp kê khai nộp thuế theo phương pháp giá khấu trừ thì hóa đơn họ sử dụng là hóa đơn gì ạ? Dạ. Thì mới gửi cho các chị. Hóa đơn gì hả bạn Ngân? Dạ. Dạ hóa đơn. Các bạn coi lại đây ạ. À, điều kiện được khấu trừ là gì ạ? Điều kiện để được được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đó là thứ nhất là phải có chứng từ thanh toán không sử dụng tiền mặt đối với cái hóa đơn mà có giá trị từ 20 triệu trở lên, và phải có gì ạ? Phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Như vậy thì đầu vào tôi muốn được khấu trừ thì tôi phải có hóa đơn giá trị gia tăng, bởi vì tôi là đang kê khai nộp thuế theo cái gì ạ? Theo hình thức là khấu trừ. Rồi, như vậy thì cái bài tập này của chúng ta ở đây người ta cho các bạn thông tin là gì ạ? Người ta cho các bạn thông tin là hóa đơn đầu vào này là hóa đơn gì đây các bạn? Hóa đơn bán hàng. Như vậy thì trường hợp này các bạn có được khấu trừ thuế của cái hóa đơn bán hàng này không các bạn? Chúng ta sẽ không thỏa mãn ha. Rồi, như vậy thì chúng ta đã phân tích xong về bài 3 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập số 3. Rồi, bạn nào tính thuế giá trị gia tăng đầu vào cho cô ạ? Rồi, bài tập số 3 ha, bạn sẽ tính thuế giá trị gia tăng đầu vào. Thì thưa cô, em là Diễm Quỳnh, em sẽ tính thuế giá trị gia tăng đầu vào. À, Quỳnh ơi, Quỳnh nói lớn hơn một xíu được không? Dạ, em nói nghe, cô nghe rõ chưa? Rồi, cô nghe rồi, các bạn trong lớp, quan trọng các bạn trong lớp nữa. Dạ. Rồi, đợi cô chút xíu ha. Rồi, Quỳnh sẽ tính nhá. Như vậy thì bài 3, chúng ta đang làm bài 3 ha. Các bạn lưu ý lúc mà cô bài 3 thuế giá trị gia tăng. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ có thuế giá trị gia tăng đầu vào. Rồi, bằng bao nhiêu ạ? Đầu vào nếu như Quỳnh tính luôn ấy, để mà lát tình Quỳnh khấu trừ thì Quỳnh phải gọi nó là thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. Tức là bà em muốn tính là em đã cộng cái phần hàng hóa dịch vụ khác chưa? Rồi, em tính trong cái bảng đi, hàng thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa đi ha. Của các sản phẩm đi, của hàng hóa. Rồi, Quỳnh tính đi ạ. Dạ. Giờ tính từng sản phẩm hay là đọc sản phẩm cộng hết vô lần luôn cô? À, cộng gộp cho cô đi. Bây giờ sau này đi thi là đến này là cộng gộp rồi. Dạ. Dạ là 500 nhân với 110 ngàn. 500 nhân với 110 ngàn ạ. Cộng với 600 nhân với 85 ngàn. 85 ngàn, rồi. Cộng với 800 nhân với 21 ngàn. Rồi. Cộng với 100 nhân với 20 ngàn. Tất cả gì? Là tất cả nhân với 10%. Rồi, nhân với 10%. Quỳnh ra bao nhiêu ạ? Dạ ra 12,48 triệu. Là 12 triệu 480 ngàn các bạn ha. Rồi, em có thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào đi ha. Dạ. Thuế giá trị gia tăng đầu vào.
Rồi, của hàng hóa dịch vụ, hàng hóa dịch vụ này, dịch vụ khác, rồi, bằng bao nhiêu ạ? Cô là bằng 33 triệu. Rồi. Mình cộng luôn cái hóa đơn sau đi ha. Cộng với 22 triệu. Thì do 1 cộng với 10%. Rồi. Nhân với 0,1% dạ bằng 5 triệu. Rồi, như vậy thì mình sẽ có là tổng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ ha. Lúc này thì Quỳnh phải xác định là tổng thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ ạ. Bằng 12.480.000 đúng không? Dạ, cộng với 5 triệu. Dạ, cộng với 5 triệu ạ. Dạ, bằng 17.480.000. Rồi, chúng ta sẽ có, thứ hai là chúng ta sẽ có thuế giá trị gia tăng đầu ra. Rồi bạn khác ạ, cảm ơn bạn Quỳnh. Dạ. Dạ em ạ. Rồi bạn Nam đi ạ. Dạ bằng 520 nhân với lại 150.000 cộng với 630 nhân với 120.000 dạ cộng với 840 nhân với 40.000 rồi dạ cộng 110 nhân với 35.000 để sao ạ? Dạ tất cả nhân với 10% ạ. Rồi nhân 10% ra bao nhiêu ạ? Dạ ra 19.105.000. 19.105.000. Rồi lúc này thì bạn Nam làm luôn cho cô là thuế giá trị gia tăng phải nộp đi ạ. Dạ thuế giá trị gia tăng phải nộp là bằng 19 triệu. Là công ty phải nộp ha. Các bạn sẽ có gì ạ? Bằng thuế đầu ra. Dạ 19.105.000. Rồi. Trừ đi đầu vào được khấu trừ ạ. 17.480.000. Rồi. Dạ bằng 1.625.000. Rồi 1.625.000 ha. Rồi, như vậy cảm ơn bạn Quỳnh với cả bạn à. Bạn Nam tên gì ạ? Dạ Tuấn Anh ạ, QTK42. Ờ Tuấn Anh nhưng mà họ tên luôn nha Tuấn Anh. Dạ, Phong Quang Tuấn Anh. Rồi, cảm ơn bạn Tuấn Anh và bạn Quỳnh ha. Thì đây là cái bài tập số 3. Cô làm gộp lên thông tin cho các bạn thôi. Bởi vì chúng ta cho, người ta cho các bạn dữ liệu là gì ạ? À, cái bài tập này thì người ta cho các bạn dữ liệu rất là đơn giản ha. Đó là trong kỳ này thì chúng ta có đó, tình hình mua vào trong kỳ. Thì nó có số lượng rồi và đơn giá ở đây thì không có gì băn khoăn. Bởi vì đơn giá ở đây người ta cho các em là gì ạ? Là đơn giá chưa có thuế giá trị gia tăng. Như vậy thì của sản phẩm A các em chỉ lấy số lượng 500 nhân với đơn giá là 110.000. Tương tự như B, của C và của D cũng vậy các bạn ha. Các bạn chỉ lấy số lượng và nhân với đơn giá và nhân với thuế suất. Như vậy chúng ta sẽ tính được thuế đầu vào của cái sản phẩm này là 12.480.000. Tuy nhiên thì để mà phục vụ cho cái việc sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp còn đầu vào, tức là doanh nghiệp còn sử dụng rất nhiều những cái dịch vụ khác, chẳng hạn như là vận chuyển, rồi mua vật tư, hàng hóa gì đó, thì trên những cái hóa đơn này là nó đã có thuế rồi. Như vậy các em phải xác định thuế giá trị gia tăng bằng cách là lấy 33 triệu cộng 22 triệu này chia ngược lại cho 1 cộng 10% ha. Như vậy nhân với thuế suất lên thì chúng ta sẽ ra được 5 triệu tiền thuế của cái dịch vụ mua ngoài. Như vậy thì tổng thuế đầu vào được khấu trừ của tôi là, các em hình dung là gì ạ? Tất cả những cái hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mà được sử dụng cho quá trình, phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thì đều được khấu trừ ạ. Và tôi đang giả sử trong những cái ví dụ này là của tôi đang có đáp ứng đầy đủ những cái điều kiện về hóa đơn, về chứng từ ha. Như vậy thì tôi sẽ có thuế đầu vào được khấu trừ tổng cộng của tôi là 17.480.000. Còn thuế đầu ra thì tính như bạn Tuấn Anh là đúng rồi ha. Chúng ta đầu ra của chúng ta cũng có cho thông tin là gì ạ? À, đầu ra của tôi cũng cho thông tin là số lượng này và đơn giá chưa thuế. Đầu ra tức là tôi đang đi tiêu thụ. Vậy tôi có số lượng nhân đơn giá chưa thuế của các lần lượt các sản phẩm là A, B, C, D. Và nhân thuế suất lên. Bởi vì bài này cho các bạn là gì ạ? Dù doanh nghiệp này kinh doanh nhiều mặt hàng hóa nhưng nó đều chịu một mức thuế suất chung đó là 10%.
Rồi với thuế đầu ra tính được, thuế đầu vào được khấu trừ thì các em sẽ xác định thuế phải nộp bằng thuế đầu ra trừ đi đầu vào. Thì các em sẽ ra được thuế phải nộp của công ty trong quý 3 năm 2016. Thì đó là cái cách làm của bài tập số 3. Còn lại thì cái tính toán thì các bạn có thể kiểm tra lại ha. Rồi chúng ta sẽ làm thêm một bài tập nữa. Thì các bạn mới qua chương mới nha. Chúng ta sẽ làm thêm một bài tập ạ. Rồi cô sẽ quay lại phần này. Rồi, chúng ta làm bài tập số 5 đi ạ. Bài tập số 5 cũng rất là dễ. Bài tập số 5 này là cô chỉ cho các bạn thông tin, một cái thông tin giả định. Đó là về cái tình hình tiêu thụ thôi ạ. Bởi vì thường thì một doanh nghiệp bao giờ nó cũng sẽ có tình hình đầu vào và đầu ra các bạn ha. Nhưng mà bài này thì chúng ta chỉ cho cái thông tin tiêu thụ. Và bài tập này thì thông tin ở đây là giả sử như là thuế suất của rượu và bia đều là 55% ha. Còn những cái trường hợp khác mà nó khác thuế suất thì các em lưu ý cho cô. Các bạn chụp lấy cái đề này lại ha, thì lát nữa cô giải thì chúng ta sẽ nó sẽ mất cái slide này đi ạ. Thôi bạn nào làm nghiệp vụ số 1 ạ? Rồi, nghiệp vụ số 1 bạn nào làm ạ?
Rồi bạn nào làm nghiệp vụ số 1 ạ? Bài này thông tin cho khá là đơn giản ha cả lớp. Chúng ta chỉ có giả sử là cái tình hình tiêu thụ trong tháng 5 năm 2016 thôi ạ. Rồi nghiệp vụ 1 có bạn nào xung phong không ạ? Không có bạn nào thì cô sẽ gọi ngẫu nhiên nha. Bạn Trần Thị Ngọc Bình ạ. Dạ, alo ạ. Rồi bạn nghiệp vụ số 1 em làm mà. Thuế tiêu thụ đặc biệt đi ạ. Dạ thưa cô là thuế hoa đại thông một chút. Rồi nghiệp vụ số 1. Các bạn sẽ làm theo từng nghiệp vụ các bạn nhé. Chứ rồi em cô em chưa kịp chụp lại đề nữa cô. Rồi. Các bạn chụp lại đề đi ạ. Dạ thưa cô là mình lấy lấy 10.000 nhân 29.450 số lượng nhân với đơn giá là 29.450 rồi sao ạ? Dạ cộng với dạ chia mình lấy gộp luôn hay là mình chia riêng đâu cô, mình tách riêng đâu cô, tùy em thôi, em làm sao cũng được. Dạ cộng luôn cũng được. Dạ mình lấy nhân sau đó mình chia cho 55%, chia cho 1 cộng 55% ạ. Rồi em chia cho 1 cộng 55%, xong rồi cộng tiếp ạ. Rồi cộng với gì ạ? Dạ, cộng với 3.000 nhân cho 25.000 đồng ạ. Ba nghìn nhân 25. Xong rồi ạ. Dạ, cũng chia cho 1 cộng cho 55% ạ. Trời, tần nếu mà tại đây thì chúng ta đang có, nếu mà tại đây thì nó được gọi là gì ạ? Dạ, tại đây thì được gọi là giá tính thuế. Đúng rồi, như vậy thì chúng ta sẽ phải nhân với gì ạ? Nhân với 55% lên. Nhân với 55% ạ. Rồi, đánh ra kết quả là bao nhiêu ạ? Dạ, cô chờ em một tí luôn ạ. Dạ, tại máy tính của em hết pin rồi, em không ấn được ạ. Rồi, bạn khác bấm ra bằng bao nhiêu ạ? Nhật Khanh ra bao nhiêu? Dạ, 113.112.903. Đúng không? Hỏi Nhật Khanh là không thể chắc chắn lắm đâu này. Linh, Phạm Văn Linh ra bao nhiêu? Em chưa ra cô. Trời ơi, chưa ra, nãy giờ không làm hả? Mà Linh nghỉ thuế tiêu thụ đặc biệt thì sao mà làm được? Khánh Nguyên ra kết quả bao nhiêu ạ? Dạ, em chưa bấm máy. Lúc này em cũng chưa để cái máy. Các bạn phải làm đi chứ. Dạ, em ra 131 triệu.
131.112.903 đồng ạ. 112.000 hả? Dạ. 903 bằng dạ. Kết quả của Nhật Khanh không Nhật Khanh ơi? Dạ có. Rồi, vậy là Nhật Khanh lần này tính đúng rồi ha. Rồi cảm ơn bạn Bình ha, bạn Khanh rồi mấy bạn đọc kết quả đó. Rồi, như vậy thì nghiệp vụ 1 chúng ta đã xong về thuế giá tiêu thụ đặc biệt ạ. Còn thuế giá trị gia tăng có bạn nào xung phong không ạ? Các bạn lưu ý ha, các bạn xung phong phát biểu thì dù đúng hay sai các bạn cũng có được điểm phát biểu. Nhưng mà cô gọi các bạn thì có đúng các bạn cũng không có ha. Vậy vì đó là cô gọi ngẫu nhiên. Thuế giá trị gia tăng ạ. Ở nghiệp vụ 1 thuế giá trị gia tăng được xác định như thế nào cả lớp? Dạ em xin được phát biểu ạ. Rồi bạn nữ. Dạ là thuế giá trị gia tăng sẽ bằng 10.000 nhân 29.450 nhân 0.1. Rồi em cộng gộp luôn nhân luôn ha. Dạ. Cộng 3.000 nhân 25.000 nhân 0.1. 0.1 ha. Nhân 10%. Rồi, kết quả. Dạ, 36.950.000. Bạn nữ tên gì ha? Dạ, Thiên Trang. Rồi, lát nữa thì cô sẽ gọi danh sách sau nhé. Rồi, như vậy thì nghiệp vụ 1 chúng ta đã xong về thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Và thuế giá trị gia tăng. Còn nghiệp vụ thứ 2 thì sao ạ? Dạ, thưa nghiệp cô, nghiệp vụ 2 thì thuế tiêu thụ đặc biệt không tính ạ. Nghiệp vụ thứ hai là bạn nào đây? Dạ Thanh Hằng. Thanh Hằng. Rồi như vậy chúng ta sẽ em đang làm về thuế tiêu thụ đặc biệt đúng không ạ? Dạ. Rồi thuế tiêu thụ đặc biệt ha. Các bạn thì các bạn viết vào nhé. Tại vì lỡ may mà con chuột của cô nó chạy một cái nó lại mất luôn. Rồi thuế tiêu thụ đặc biệt Thanh Hằng đọc cho cô đi ạ. Dạ thuế tiêu thụ đặc biệt ở nghiệp vụ này sẽ không tính ạ. Tại vì nó là xuất khẩu trực tiếp. Rồi như vậy thì rồi, thế thì em sẽ phải nói là 20.000 chai rượu xuất khẩu. Em sẽ ghi là 20.000 chai rượu xuất khẩu này ha. 20.000 chai rượu xuất khẩu ạ. Không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ha. Không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ạ. Rồi, thuế giá trị gia tăng thì sao ạ? Thuế giá trị gia tăng thì sao bạn Hằng luôn lắm luôn đấy ạ? Dạ, em nghĩ là chắc nó cũng không tính. Sao lại không tính? Thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu thì tính như thế nào ạ? À, dạ, 20.000 nhân 20.000 chai nhân với 35.000 nhân với 0.1. Ý của cô đang nói với bạn ấy là các bạn đang bị nhầm, đó là giữa cái việc mà không chịu thuế, không tính thuế và thuế bằng không nó khác nhau. Thuế 0% đối với xuất khẩu trực tiếp thì thuế giá trị gia tăng nó sẽ chịu mức thuế suất là bao nhiêu Hằng? Dạ 0%. Là 0%, như vậy thì các bạn sẽ phải có thuế giá trị tăng trong trường hợp này các bạn sẽ bằng 0 các bạn nhé. Thuế 0% nó sẽ khác với không chịu thuế ạ, bởi vì 0% thì nó vẫn được khấu trừ đầu vào, nhưng nếu không chịu thuế thì nó sẽ không được khấu trừ đầu vào. Đó, nên bạn Hằng lưu ý ở chỗ này ha. Rồi nghiệp vụ số 3. Rồi nghiệp vụ số 3 bạn nào ạ? Dạ em cô. Rồi. Dạ dạ thuế dạ thuế tiêu thụ đặc biệt cô. Tiêu thụ đặc biệt. Dạ. 100.000 nhân cho 32.000. Dạ. Chia cho 1 cộng 55%. Em cứ đọc đi. Nhân tất cả cho 55%. Rồi sao nữa ạ? Dạ. Bằng 1.135.483. Rồi 870 nữa. Em đọc lại cho cô cái thông tin cuối cùng đi ạ. Dưới cái phần yêu cầu người ta nói sao ạ? Trường hợp thứ ba này là chúng ta đang giao cho đại lý
100.000 chai rượu. Nhưng mà thông tin cuối cùng người ta cho chúng ta một thông tin bổ sung là gì ạ? Đã tiêu thụ 90%. Dưới phần yêu cầu nó có một thông tin là gì ạ? Dạ đã cuối tháng đại lý quyết toán đã tiêu thụ được bao nhiêu ạ? Dạ 90%. Như vậy thì số lượng tính thuế phải là số lượng thực tế mà tiêu thụ. Như vậy thì tôi gửi đi 100.000 nhưng mà tôi tiêu thụ được bao nhiêu ạ? Dạ 90 thôi. Dạ là tôi tiêu thụ 90.000 thôi, em phải tính thuế cho 90.000 thôi đúng không? Thì em sẽ lấy 100.000 nhân với 90% rồi đọc lại, đọc tiếp theo cho cô đi ạ. Dạ. Nhân với giá. Nhân với giá rồi chia cho 1 cộng 55%. 32.000. Dạ. 550 đúng không? Dạ. Rồi, nhân với 55% bằng máy tính nhân bằng bao nhiêu ạ? Dạ, cái máy tính, em tính bằng điện thoại, em không chắc lắm cô. Tại bây giờ nó còn sai cái lúc đầu em tính nữa. Bạn nào tính bằng điện thoại, bạn nào tính ra kết quả này cho bạn nữa đi ạ. Dạ thưa cô là 1.039.000 ạ. Rồi 1.039.000, nhớ là mấy bạn mà cô nhà đọc kết quả thôi nhá, chứ không có phát biểu điểm phát biểu đâu đấy. 500 đồng. 1.039.000 bao nhiêu nữa bạn nữ ơi? Dạ 500.000. Rồi, như vậy là chúng ta thôi. Dạ. 1.039.500.000 đồng. Dạ. Rồi đúng chưa? Rồi, thuế giá, cảm ơn bạn. Bạn nữ vừa phát biểu thuế tiêu thụ đặc biệt đó tên là gì ạ? Dạ em tên Nguyễn Thị Khánh Linh cô. Không, thuế giá trị gia tăng là bạn khác. Cô vừa hỏi là em ai vừa tính thuế tiêu thụ đặc biệt đó ạ? Dạ em tính. Em mới cô tính. Cô hỏi tên á. Dạ Nguyễn Thị Khánh Linh cô. Rồi cô hỏi đến lát nữa cô nhập điện. Rồi thuế giá trị gia tăng thì sao ạ? Thuế tiêu thụ đặc biệt thì chúng ta có thuế giá trị gia tăng ạ. Bạn khác tính thuế giá trị gia tăng nhá. Mỗi bạn để cho các bạn có nhiều cái cơ hội các bạn phát biểu. Thuế giá trị gia tăng thì sao cả lớp? Chúng ta có thuế tiêu thụ đặc biệt. Các em lưu ý cho cô là gì ạ? Vì đại lý này gửi 100.000 sản phẩm nhưng mà cuối tháng thì người ta quyết toán là chỉ tiêu thụ được có 90% thôi. Như vậy các em phải tính thuế trên cái số lượng tiêu thụ thực tế ha. Như vậy là chúng ta chỉ có 90.000 sản phẩm tiêu thụ thôi ạ. Và nhân với số lượng và chia cho 1 cộng với thuế suất thì cái phần này nó khá là dễ rồi. Thuế giá trị gia tăng tính sao ạ? Các cô là thuế giá trị gia tăng bằng 100.000 nhân 32.550 nhân 10% nhân 10%. Thuế giá trị gia tăng vẫn phải tính trên số lượng thực tế tiêu thụ ạ. Nhưng vậy tiêu thụ bao nhiêu? Đã tiêu thụ 90%. Đậu 90% rồi em nhân với bao nhiêu ạ? Đã nhân với 32.000. 32.550. Nhân với 10%. Đã ra 292 triệu. Bằng bao nhiêu ạ? 292 triệu. 950.000. Rồi, bạn nữ tên gì ha? Dạ, Thụy Tiên. Rồi. Nghiệp vụ số, cảm ơn Thụy Tiên. Nghiệp vụ số 4 thì sao ạ? Dạ, em làm ạ. Rồi. Dạ, thuế tiêu thụ đặc biệt. Những cái phần bạn làm là đúng rồi nên các em chép luôn vào nhé. Thuế tiêu thụ đặc biệt đi ạ. Dạ bằng 200.000 nhân cho 32 là 200.000. Đơn giá đây rất là đơn giản ha, cho các bạn đơn giá được chưa, có thuế 32.550 ạ. Chia cho 1 cộng 55%. Rồi. Nhân với 55% nữa. Rồi em ra bao nhiêu? Dạ bằng 2.310.000. Hai tỷ 310 triệu. Rồi thuế giá trị gia tăng ạ. Dạ thuế giá ạ. Dạ em ạ. Dạ bằng thuế giá trị gia tăng ạ. Dạ bằng 200.000 nhân cho 32.550 nhân cho 10%. Rồi. Dạ bằng 651 triệu.
Rồi bạn nào kiểm tra lại cái kết quả thuế giá trị gia tăng đi ạ. $651 triệu đúng không ạ? Dạ. Rồi nghiệp vụ số 5 ạ. Dạ em làm ạ. Rồi nghiệp vụ số 5. Dạ thuế tiêu thụ đặc biệt. Rồi thuế giá thuế tiêu thụ đặc biệt. Dạ bằng 20.000. Bằng gì ạ? 20.000. Nhân với 189.100 chia cho 1,5%. Nhân với 55% ạ. Dạ bằng 1.342 triệu ạ. 1.342 triệu. Rồi một bạn khác làm thuế giá trị gia tăng ạ. Dạ, em rất làm. Là dễ ha. Dạ lấy 20.000 nhân với 100. Dạ 20.000 nhân với 189.100 nhân với 55%. Dạ 55%. Sao lại nhân với 55? Nhân với bao nhiêu ạ? Dạ nhân với 10. Giá trị gia tăng mà. Nhân với 10% ha. Rồi bằng bao nhiêu ạ? Hai trăm bao nhiêu? 378.200.000. 20 nhân với 189.100. 378 triệu đúng không? 378.200.000. Bạn này không đi ha. Rồi như vậy thì là nghiệp vụ số 5 các bạn ha. Rồi nghiệp vụ số 6 ạ. Nghiệp vụ số 6 đi sao ạ? Dạ thưa cô, nghiệp vụ số 6 thì đối với thuế tiêu thụ đặc biệt là 10.000 thùng bia không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Rồi 10.000 thùng bia, tại sao ạ? Dạ thưa cô là bởi vì mình bán cho doanh nghiệp trong khu chế xuất là giống như mình đi xuất khẩu. Tại sao lại không chịu thuế ạ? Dạ vì bán vào doanh nghiệp không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Rồi thuế giá trị gia tăng thì sao ạ? Dạ thưa cô, thuế giá trị gia tăng thì bằng không ạ. Rồi, rồi cô cảm ơn các bạn ha. Thì đây là cái bài tập số có 6 nghiệp vụ thôi hay là có 7 nghiệp vụ hả các lớp? 6 thôi ha. Như vậy thì bài tập số 5 ở đây là chỉ một cái ví họa, một cái ví dụ minh họa thôi. Chứ sau này các em không bao giờ gặp một cái ví dụ nào lại đơn giản như thế, bởi vì đây là cô chỉ cho các bạn một cái thông tin về tình hình tiêu thụ ạ. Tức là đây chính là thuế đầu ra, thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp đó. Thì các em lưu ý cho cô trong trường hợp này ha. Thì thuế tiêu thụ đặc biệt các em để ý cái giá, nếu như giá đã có thuế giá trị gia tăng rồi thì các em sẽ chia ra. Còn như đâu mà chưa có thì các em sẽ phải, các em lấy luôn giá đó. Lưu ý là giá thanh toán và giá bán thôi các bạn ha. Rồi các bạn có 2 phút để các bạn coi lại cái bài tập này nhé. Alo ạ. Mình nghe này. À mình đang dạy nhé. Mình đang dạy phải sau 5 giờ mình vừa có. Rồi.
Rồi, như vậy thì chúng ta đã làm hai bài tập, như vậy là ba bài tập về thuế giá trị gia tăng rồi ha. Như vậy thì chúng ta đã kết thúc xong về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế, cũng đã lồng ghép cho các bạn một phần nào đó về thuế xuất nhập khẩu ạ. Vậy cô hỏi các bạn là nếu như mà phân loại thuế theo hình, theo phương thức huy động của thuế thì các bạn sẽ có thuế gián thu và thuế trực thu. Như vậy thì thuế xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng nó là thuế gì các bạn? Thuế gián thu hay thuế trực thu các bạn ha? Vậy thì chúng ta đã có về gì ạ? Chúng ta có thuế xuất khẩu này, thuế nhập khẩu, rồi thuế giá trị gia tăng ạ. Thuế giá trị gia tăng, rồi thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế tiêu thụ đặc biệt. Ba cái anh này này là nó minh họa cho các bạn là gì ạ? Nó minh họa cho các bạn đây là thuế gián thu. Tức là nó sẽ thu trực tiếp thông qua cái giá cả của hàng hóa và dịch vụ. Và anh gián thu, những anh gián thu này thì nó thể hiện công bằng theo chiều ngang. Tức là gì ạ? Tôi lấy ví dụ như là tôi có thu nhập là 100 triệu. Tôi có thu nhập là 100 triệu đồng trên, ví dụ ha, một người có thu nhập là 100 triệu đồng trên một tháng. Thì khi mà anh ta, rồi một người, đây là thu nhập của ông A này, rồi thu nhập của một ông B đi ha, thu nhập của ông B ạ. Thu nhập của ông B thì có là 10 triệu, 10 triệu đồng trên một tháng. Thì khi mà hai ông này cùng đi mua một cái tivi là 20 triệu, 20 triệu đồng, rồi thuế giá trị gia tăng là 10%. Rồi tôi lấy đây là 50 triệu đi ha. Như vậy thì khi mà đi mua thì hai ông này, ông A và ông B ha. Như vậy thì ông A rồi ông B đều phải chịu thuế là gì ạ? Đều phải chịu thuế là 20 nhân với 10% là 2 triệu. Như vậy và họ phải trả là gì ạ? Họ phải trả tổng cộng là 22 triệu khi mà đi mua cái tivi. Thì lúc này thuế gián thu nó thể hiện là công bằng theo chiều ngang. Tức là gì? Tức là ai cứ phát sinh ra tiêu dùng cái sản phẩm đó thì nộp thuế như nhau. Nhưng nếu như mà các bạn xét cái tỷ lệ mà các bạn lấy 2 triệu này của, các bạn chia cho thu nhập của ông A là 100, rồi các bạn lấy tỷ lệ là gì ạ? 2 triệu này, các bạn chia cho thu nhập của ông B là 50 triệu. Thì các bạn sẽ lấy là cái 1 này nó sẽ lớn hơn đúng không ạ? Cái 1 này nó sẽ, cô xin lỗi, cái 1 nó sẽ nhỏ hơn đúng không ạ? Cái tỷ lệ mà giữa thuế với thu nhập của cái ông A thì lại nhỏ hơn so với ông B. Như vậy thì người ta lại nói rằng là thuế gián thu nó chỉ thể hiện công bằng theo chiều ngang. Tức là ai tiêu dùng thì cũng phải nộp thuế và không cũng phải chịu cái tiền thuế đó. Và không phân biệt là người này có thu nhập như thế nào thì người ta bảo là đó là cái có một cái sự bất công bằng, tức là không xét đến cái hoàn cảnh rồi xét đến cái thu nhập cụ thể. Thì chúng ta lại có thuế trực thu, chúng ta lại có thuế trực thu, nó sẽ khắc phục được cái tính lũy thoái của thuế gián thu này ạ. Nó sẽ khắc phục được cái tính lũy thoái của gián thu, tức là đối với mỗi một cái ngưỡng thu nhập khác nhau, đối với những cái thu nhập khác nhau thì cái thuế phải nộp lại khác nhau ạ. Thuế nộp khác nhau, thuế nộp khác nhau. Như vậy thì những anh thuế này nó có đặc điểm như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu, bắt đầu sang chương thứ tư, đó là thuế thu nhập doanh nghiệp. Và chương thứ 5 chúng ta sẽ tìm hiểu là thuế thu nhập cá nhân. Thì thuế thu nhập doanh nghiệp này là một cái sắc thuế rất là quen thuộc. Và ở một số nước trên thế giới thì người ta đang gọi đó là thuế gì ạ? Thuế thu nhập của công ty. Việt Nam chúng ta thì gọi là thuế thu nhập doanh nghiệp. Và năm 1990 thì tại Việt Nam của chúng ta được gọi là thuế lợi tức các bạn ha. Thuế lợi tức. Và lợi tức này thì thời xưa chúng ta chỉ hiểu rằng là nó là lợi tức từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Ví dụ như là tôi đi mà sản xuất ra một sản phẩm này với chi phí là 100 đồng, rồi tôi bán cái sản phẩm này ra được 300 đồng thì lúc này tôi sẽ có cái lợi tức thu được, lợi tức thu được của tôi là 300 trừ đi 100 là bằng 200. Như vậy thì thuế lợi tức ngày xưa là nó sẽ đánh trên cái lợi tức từ hoạt động sản xuất kinh doanh này. Tuy nhiên thì đến sau này thì nhà nước phát hiện ra rằng là gì ạ? Một doanh nghiệp hoạt động thì họ có rất nhiều những cái
cái giao dịch của họ rất là phức tạp và họ có rất nhiều những cái thu nhập khác nhau, không chỉ là cái lợi tức từ hoạt động sản xuất kinh doanh, nó còn những cái thu nhập khác, những cái thu nhập mà doanh nghiệp cũng không mong đợi, và thậm chí là những cái thu nhập từ những cái khoản đầu tư. Và sau đó thì luật thuế thu nhập doanh nghiệp này cũng đã được sửa đổi và bắt đầu được áp dụng vào năm 1999 các bạn ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào thuế thu nhập doanh nghiệp ạ. Các bạn có thể nghỉ tại chỗ 3 đến 5 phút nhé. Để cô đi vào điểm của mấy cái bạn phát biểu ạ. Để mấy bạn phát biểu ơi, các bạn bằng chương số 4 thuế thu nhập doanh nghiệp ha. Hôm nay chúng ta thì có thể học đến 4 rưỡi. Và bữa sau thì chúng ta sẽ học tiếp thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng mà các bạn sẽ đọc trước cái tài liệu cho cô nhé. Bởi vì thuế thu nhập doanh nghiệp nó sẽ tổng hợp lại. Để mà xác định thuế thu nhập doanh nghiệp thì yêu cầu là các em phải xác định được cái phần thuế nhập khẩu nè, rồi thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt thì các em mới xác định được đúng chính xác cái thuế thu nhập doanh nghiệp ạ. Và cái mục tiêu của cái chương này thì cũng đã như đã nói ở ngay từ buổi đầu rồi, là cô trò chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau trên cái góc độ đó là tổng quát, tổng quan, để các em thấy được rằng là gì ạ. Sau khi học xong thuế thu nhập doanh nghiệp thì các em hiểu được rằng là thuế thu nhập doanh nghiệp nó là gì, và đương nhiên là những cái đặc điểm và vai trò của nó, thì cũng nghĩ rằng những cái phần này các bạn sẽ có thể làm được. Và các em sẽ xác định được đó là những thu nhập nào thì chịu thuế thu nhập hiện hành. Chúng ta thì cứ hiểu được rằng là gì ạ? Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay thì nó đánh trên cái lợi nhuận của doanh nghiệp. Như vậy doanh nghiệp có lợi nhuận thì mới phải nộp thuế. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được rằng sau cái chương 4 này thì các bạn hiểu rằng là vậy thì cái lợi nhuận đó nó được thể hiện như thế nào. Nó không chỉ đơn thuần là doanh thu trừ đi chi phí thì ra lợi nhuận đâu các bạn. Nó sẽ còn nhiều những cái khoản khác. Và đồng thời thì chúng ta cũng xác định được rằng là cái đối tượng nộp thuế và cái đối tượng chịu thuế ạ. Nếu như đây là thuế trực thu thì nó sẽ là cái đối tượng, nó sẽ ngược so với thuế giá trị gia tăng ha. Nó sẽ cùng là một chủ thể, còn thuế giá trị gia tăng hay là thuế tiêu thụ đặc biệt thì lại trên hai đối tượng khác nhau. Và trong phần này thì cũng có một cái nội dung rất quan trọng, đó là chúng ta phải xác định được cái doanh thu và những cái chi phí được trừ. Đây ha, cái bài này chúng ta phải có cái chi phí được trừ và thu nhập khác khi tính thuế thu nhập hiện hành ở Việt Nam. Các em hiểu rằng là gì ạ? Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của chúng ta thì chúng ta sẽ có đó là gì ạ? Thuế chi phí được trừ, các bạn sẽ có chi phí được trừ các bạn ha. Các bạn sẽ có cái chi phí được trừ. Chi phí được trừ này các bạn hình dung ra là gì ạ? Nếu như tôi là một doanh nghiệp và tôi có doanh thu là bằng 100, chi phí của tôi là bằng 80, lúc này thì tôi có lợi nhuận bằng bao nhiêu ạ? Bằng bao nhiêu cả lớp? Một doanh nghiệp mà tôi có doanh thu bằng 100, chi phí của tôi bằng 80, tôi có lợi nhuận là bao nhiêu ạ? Dạ 20. Lợi nhuận là bao nhiêu các bạn? Đúng rồi, là 20. Thì kế toán trong doanh nghiệp, kế toán sẽ hạch toán là giả sử tôi không có hoạt động gì, lợi nhuận sẽ bằng 20, và tôi đang giả sử như là hiện nay của tôi là gì ạ? Lợi nhuận của tôi là 20 và tôi nhân với, như vậy thì thuế của tôi phải nộp là thuế thu nhập doanh nghiệp đi. Hiện nay thuế thu nhập doanh nghiệp là đang có thuế suất là bao nhiêu cả lớp? Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay đang có mức thuế suất là bao nhiêu theo các bạn biết ạ? Là bao nhiêu ạ? Bạn nào biết hiện nay thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu ạ? Trong nguyên lý kế toán cô cũng nhắc một lần rồi, là bao nhiêu phần trăm? Các bạn là sinh viên kinh tế, sinh viên chuyên ngành quản trị thì chúng ta cũng phải nắm được những cái thông tin này nhá. Cô hiện nay thuế suất của chúng ta đang là có 20%. Như vậy thì lúc này kế toán sẽ xác định lợi nhuận là 20, và anh kế toán này sẽ nói là thuế thu nhập doanh nghiệp lúc này sẽ bằng là 20 nhân với 20 nhân với 20% là bằng 4. Thế nhưng đây là góc độ của anh kế toán thôi, nhưng tôi đang giả sử là thuế, đối với thuế thì có thể thuế họ sẽ xác định là gì ạ? Thuế họ sẽ xác định là lúc này là thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp này sẽ là bằng 100 trừ đi 60 và bằng 40, và lúc này thuế phải nộp bằng gì ạ? Thuế phải nộp là gì các bạn? Là 4 nhân 2 là 40%, 40 nhân với 20% là bằng 8 triệu chẳng hạn. Thì nó sẽ xảy ra, nó sẽ có những trường hợp như thế này. Đó là gì ạ? Bởi vì
Đối với kế toán thì cứ những chi phí nào liên quan trong kỳ thì anh ta sẽ hạch toán vào chi phí. Như vậy cuối kỳ anh ta chỉ lấy lợi nhuận bằng doanh thu trừ đi chi phí. Nhưng đối với thuế thì nó lại không gọi là lợi nhuận mà nó lại gọi trên là thu nhập chịu thuế. Và lúc này nó liên quan đến cái gì ạ? Đến chi phí được trừ. Có thể trong 80 triệu này có 20 triệu không thỏa mãn cái chi phí được trừ theo quy định. Cái này thì sẽ theo quy định của thuế các bạn ha. Theo quy định của thuế ạ. Thì lúc này thuế nó chỉ lấy, nó loại bỏ ra khỏi chi phí. Nó chỉ chấp nhận là 60 triệu thôi. Như vậy thì thuế thu nhập doanh nghiệp là 40 và thuế phải nộp vậy là 8. Nếu như mà doanh nghiệp đã nạp là 4 rồi, sau khi mà kiểm tra thanh tra thuế thì thuế của tôi là ra 8, thì lúc này tôi sẽ phải là bị truy thu thêm 4 triệu nữa các bạn nhé. Thì đó là đối với thuế thu nhập doanh nghiệp ạ. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong chương 4 để thấy được rằng là những cái trường hợp mà miễn thuế, giảm thuế hay là chuyển lỗ, là những cái ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành các bạn.